Nè, đến hẹn là đến. Buổi ngày hôm nay là buổi thuộc cái chuyên môn của tôi thì cũng 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 xin phép thì hôm nay thì tôi sẽ trình bày ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất ý, là sẽ dành nửa tiếng đồng hồ để trả lời các cái câu hỏi mà lần trước chúng ta còn đang thiếu thời gian đúng không ạ? Về thị trường hôm nay ta tập trung vào thị trường Úc đi ạ. Buổi sau sẽ thị trường Canada và một số buổi sau nữa thì hướng dẫn làm visa thì sẽ còn thời gian. Thế cũng trước khi để trình bày thì chủ đề hôm nay ý, là chúng ta sẽ có ba vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là tôi sẽ trả lời trước 30 phút để trả lời những cái câu hỏi mà lần trước các bạn đang định hỏi, sắp hỏi và hôm nay sẽ hỏi. Và phần thứ hai nữa là sẽ trả lời trực tuyến cho phụ huynh và học sinh cần có cái nguyện vọng đi du học như thế nào. Phần thứ ba là sẽ giới thiệu về các loại visa liên quan đến du học sinh và phụ huynh. Phần thứ tư, nếu còn kịp thời gian thì tôi sẽ giới thiệu đặc biệt riêng về trường Stanley College ở vực Tây Úc. Đấy. Và đại diện của trường Tây Úc cũng sẽ có những cái buổi nói chuyện trực tiếp giao lưu trực tuyến với chúng ta vào một cái tuần thời gian gần nhất. Thế còn cũng nhân tiện ở đây cũng xin thông báo thì IELTS.com đã mời đại diện của trường The Hotel School sẽ nói chuyện với chúng ta vào ngày thứ năm 20 giờ ngày thứ năm, cũng vào một cái buổi thường kỳ như này. Thì hôm đấy thì sẽ dành diễn đàn để cho các anh các chị có những cái câu hỏi đối với The School về chế độ học tập, chế độ làm thêm, cái sự hỗ trợ của nhà trường, và đặc biệt là The School sẽ chi tiết hơn về một số những cái vùng miền mà trường sẽ tuyển sinh ở tại Việt Nam, và cũng cung cấp thêm một số những cái thông tin liên quan đến cái quy định về học tập ở Úc, các cái quy định về xin visa và một số những cái yêu cầu của đại sứ quán. Thì hôm đấy diễn đàn sẽ dành cho anh team của giám đốc quốc tế đại diện cho The School sẽ nói chuyện, và buổi nói chuyện hôm đấy thì sẽ có phiên dịch. Và vấn đề trong cái cách làm việc quốc tế thì cũng xin thưa các bạn như thế này, khi mà nhà trường họ tổ chức họ có phiên dịch ý, thì ta có thể giỏi tiếng Anh đến mấy thì cũng không nên sử dụng tiếng Anh ở đấy, và sẽ có phiên dịch, người ta sẽ chịu trách nhiệm làm việc để tránh cái tình trạng là tôi cũng tổ chức cái họp giao lưu trực tuyến với các trường nước ngoài nhiều, thì nhiều bạn ở Việt Nam cũng rất muốn tranh thủ lúc đấy để học hỏi tiếng Anh nhỉ? Để cứ hay nói tiếng Anh vào đấy. Thì đâm ra ở đây là một sự tôn trọng nhau. Phần lớn những người làm công tác về du học ở đây thì cũng không phải là hầu hết mọi người đều biết tiếng Anh. Cái thứ hai nữa là khi mà biết tiếng Anh thì đôi khi cũng chỉ chúng ta học cái tiếng Anh quốc tế, nhưng mà cái voice của người Úc ấy là nó cũng có những cái phần khác, nên đôi khi mà ta phát âm ra, ta nói chuyện thì nó không được chuẩn, là người ta nghe nó là sẽ mất thời gian. Nhưng rõ ràng rằng có phiên dịch thì hãy tôn trọng người phiên dịch, chứ cũng không nhất thiết phải sử dụng tiếng Anh. Thế còn trong trường hợp mà đâu đó sau khi giới thiệu mà các cái đối tác, các cái sắp dừng mà mong muốn làm việc trực tiếp với The Hotel School, thì chúng tôi sẽ sắp xếp những buổi làm việc có thể đủ điều kiện thì có thể ký hợp đồng với nhau như như đã thông báo ngay từ khi mà làm việc. Đấy, thì các bạn cứ yên tâm, sẽ có rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với ít nhất là với 76 trường đại học mà IELTS.com đã làm việc. Và tương đương như thế thì còn có hàng trăm trường cao đẳng dạy nghề, các cái trường trung học phổ thông ở khắp nước Úc, chưa kể Canada và Mỹ. Đấy, thì báo cáo với các bạn là các bạn cứ bình tĩnh, làm việc kinh nghiệm quốc tế là điều hết sức quan trọng. Trước đây thì cũng có nhiều bạn làm việc ở cái khu vực châu Á, thì cái phong cách làm việc nó khác, nhưng khi làm việc các bạn làm việc với phương Tây cứ nói tiếng Anh, hay tôi cứ nói vui là làm việc những cái anh chàng mắt xanh mũi lõ, là cái tác phong họ cũng sẽ khác. Thì cũng lưu ý như vậy, thì mong các anh các chị là thông cảm và phối hợp với anh em không, để những cái buổi mà trò chuyện quốc tế nó sẽ được thành công tốt hơn. Thế còn bây giờ xin mời các câu hỏi liên quan đến thị trường Úc. Hôm nay ta tập trung vào thị trường Úc ạ. Đấy. Thì lần trước là có nhiều bạn cũng định hỏi, nhưng có lẽ là về nhà mới sực nhớ những câu hỏi, thì bây giờ xin mời đặt câu hỏi đi ạ. Chúng ta có nửa tiếng ạ. Ưu tiên các vị phụ huynh ạ, ưu tiên học sinh trực tiếp ạ, và các cái đối tác của IA.0. Dạ xin mời ạ. Các anh chị có nghe rõ không ạ? Nghe rõ thì Hiền ơi, em vẫn nghe rõ bình thường đấy, À, vâng, em vẫn nghe thế rõ bình thường. xin mời các câu hỏi ạ, xin mời các câu hỏi liên quan đến 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 đến
đến thị trường nghiệp vụ của du học Úc ạ. À, và ưu tiên nếu mà có phụ huynh và học sinh ở đây ý, thì xin mời đặt các câu hỏi. À, ví dụ như để chuẩn bị đi ra một quốc gia khác học tập thì chúng ta có rất nhiều các câu hỏi để hỏi, thì cũng đề nghị mạnh dạn ạ. Xin mời ạ. Đây là một cái buổi trao đổi về kinh nghiệm, cũng cũng không phải có cái gì nó nghiêm trọng quá. Thế là mời các anh các chị cứ mạnh dạn có cái vấn đề gì thắc mắc, câu hỏi có thể lớn hoặc có thể nhỏ đều không quan trọng. Chứ nếu mà chúng ta im lặng này thì tôi lại cứ tưởng như chúng ta đang trong một cái chương trình nghị sự của một quốc gia hay là của họp đảng ủy nào đấy, rất là nghiêm túc. Quốc hội họp cũng không nghiêm túc đến như này đâu. Xin mời các anh các chị ạ. Thiện ơi, em có câu hỏi thế này Thiện ơi. Dạ vâng, Em xin bỏ mời anh. Dạ. Anh ấy vừa hô lên một tiếng cái xong anh ấy lại không biết rồi. em có một câu hỏi thế này à, tức là em có một học trò ấy là anh nghe rõ không ạ? Nghe rất rõ ạ. À? Tức là em có một học trò là chị ta chị ở ở khác nhà, Ừ. bố thì mất Đúng rồi và ạ. nó không thuộc một cái hộ khẩu, và bây giờ là muốn, tức là muốn cái chị này bảo lãnh ấy, Ừ. thì nhờ thầy Hiền chỉ sơ qua những cái tổng quan này cho để em nắm ấy. À, xin hỏi chị một câu là với cái bạn học sinh đấy và cái người chị đấy có phải là chị em ruột không ạ? Dạ phải ạ, dạ phải ạ, chị em ruột. Vâng, thế thì cái đó thì nó rất là dễ thôi. À, để một người chị bảo lãnh cho người em hoặc là một người bất kỳ để bảo lãnh cho nhau ấy thì ta sẽ cần bổ sung thêm cái giấy xác thực của bên chính quyền địa phương hoặc là ủy ban nhân dân xã hoặc là công an phụ trách khu vực để chứng minh rằng là mối quan hệ giữa hai người đấy là chị em ruột. Đấy, và cái người chị sẽ tự nguyện là chu cấp tiền bảo lãnh cho em. Đấy, thông qua cái thì có thể là cùng với lại 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 hai chị em có thể cùng ra một cái ủy ban nhân dân xã hoặc là công an phường xã nơi đấy đề nghị làm cái giấy xác nhận thì là cái liệu đấy có thể là chứng để chứng minh tài chính được, không có vấn đề gì cả. À, bởi vì tất cả các quốc gia thì người ta cũng 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 cũng, cũng tôn trọng những cái quyết định và những cái làm chứng ấy của chính quyền ở các địa phương, cho nên cái cách tốt nhất ấy là nên ra ủy ban nhân dân phường xã hoặc ra công an phường xã, người ta sẽ làm cho một cái giấy tờ để xác nhận rằng là đây là hai chị em ruột và người chị là có nguyện vọng là bảo lãnh cho người em đi học và dùng cái năng lực tài chính của mình để bảo lãnh cho Thì hiện nay cho em hỏi câu thứ hai à, cái người chị này thì tài chính đủ, có làm kinh doanh hộ cá thể, vâng nhưng mà giả sử như mà không nộp thuế hoặc nộp thuế ít chẳng hạn, vâng thì không biết là cái trường hợp đấy là cái tỷ lệ đặt visa rất cao ạ. Cái việc mà nộp thuế không nộp thuế thì cũng chưa nói nên làm gì, nhưng mà cái điều uy tín của một hồ sơ tài chính ý, là nếu có xác nhận của thuế, bởi vì đối với tất cả các quốc gia nói chung thuế nó là một cái nguồn ngân sách cho hoạt động chính phủ và người ta được yêu cầu rất cần minh bạch về thuế. Tuy nhiên nhiều cái chính phủ khi tiếp nhận du học sinh ở Việt Nam ấy họ cũng hiểu rõ rằng là ở Việt Nam chủ yếu là tiêu tiền mặt, hoặc là thuế đối với cái hộ kinh doanh cá thể đấy là thuế khoán chứ không phải là thuế 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 VAT. VAT thì cho nên là có thể hỏi chị là nếu nó đã đăng ký là hộ kinh doanh cá thể thì bao giờ có thuế khoán mà ta sẽ tận dụng tối đa cái thuế khoán ở đấy. Đấy. Thế còn để mà chứng minh rằng là một cái hộ kinh doanh cá thể đấy thì đôi khi có phải sử dụng thêm một số nghiệp vụ khác, có thể hình ảnh chẳng hạn. Đấy, để chứng minh rằng là à đây là cái cửa hàng này là tôi thu nhập từ cái nguồn cửa hàng này ấy, là tôi đã có thật và có thể chứng minh bằng những hình ảnh. Bảo hai chị em đến trước cửa cửa hàng đấy mà chụp ảnh với nhau là cũng có cái giá trị để khi nộp bộ hồ sơ. Thì ta có thể tận dụng tất cả những cái gì có thể là chứng minh được thì ta sẽ củng cố thêm cái bộ hồ sơ đấy. Đúng Dạ vâng. Mình có khuyên cấp thêm ảnh đóng khung hồ sơ thôi. rồi ạ, à, không có vấn đề gì ạ. À. Bởi vì một cái file hồ Vâng. sơ chính là nó sẽ gộp lại một file chứ không phải là nhiều file mà có rất nhiều hình ảnh khác nhau. Thì ta là sẽ làm là như thế. Cảm ơn thầy Hiền nhá. Vâng, Dạ, anh như đã người khác thỏa ạ. mãn rồi. Thế nhân Dạ, thể về thỏa mãn ạ. nhân thể về việc chứng minh tài chính ý, thì cũng xin thưa với các anh các chị này, lần trước tôi đã nói rồi, hãy nhớ rằng là điều kiện về chứng minh tài chính ta sẽ phải chứng minh bằng ba phương thức.
Phương thức thứ nhất là quan trọng nhất, đó là chứng minh cái nguồn thu nhập của người bảo lãnh. Người bảo lãnh có thể là bố mẹ, có thể ông bà hoặc anh chị, nhưng cái người bảo lãnh ấy phải là có nguồn thu nhập đấy, và người ta sẽ chứng minh bằng cách là in sao kê tài khoản tối thiểu phải từ 6 tháng trở ra đấy, để chứng minh rằng là có một cái nguồn thu nhập rất là đều. Thứ hai là chứng minh bằng một cái sổ tiết kiệm, mà sổ tiết kiệm này thì sẽ được gửi từ 3 đến 6 tháng, tốt nhất là càng lâu càng tốt ấy, với cái mức cái số tiền trên sổ tiết kiệm ấy là phải phủ đủ một chi phí một năm ăn học của cái người đi học ở Úc. Ta lấy ví dụ như một bạn mà học đi học một chương trình cử nhân với chi phí là 30.000 đô Úc một năm chẳng hạn, cộng thêm với một với 12 tháng chi phí sinh hoạt ăn uống và tiền nhà ấy. Ta lấy ví dụ là 1.000 đô một tháng chẳng hạn ấy, thì mất 12.000, 12.000 cộng với 30.000 tức là 42.000, các bạn tính tương đương ra tiền Việt thì hướng dẫn cho phụ huynh làm cái sổ tiết kiệm như thế là bảo đảm yêu cầu. Thế còn càng nhiều thì càng tốt, nhưng mà nhiều quá cũng không tốt đâu, bởi vì là nhiều quá ví dụ như có những cái gia đình đã từng xảy ra ấy, bán nhà bán cửa được khoảng 5 tỷ làm cái hồ sơ cho con, nhưng trên thực tế thì cái nguồn thu nhập thì lại không chứng minh được vào cái hợp đồng mua bán nhà, thì bởi vì trốn thuế mà có hơn 1 tỷ rồi chẳng hạn, thì nó vẫn tạo thành một cái sự không không minh bạch. Ở đây quan trọng nhất là tính minh bạch, các bạn phải hiểu hiểu cho tài chính là tính minh bạch của bộ hồ sơ đấy. Thì người ta khi mà hồ sơ mà cứ nghĩ rằng là bạn ấy có đủ tiền để phủ đến mấy năm ăn học cũng được, thế nhưng mà người Việt thì hiểu, nhưng mà người nước ngoài người ta sẽ không hiểu, người ta bảo là bây giờ bố mẹ thu nhập một tháng là 10 triệu thôi, thì tích lũy bao nhiêu lâu mới đủ được đến 5 tỷ, mà trong khi đây chứng minh được bán một cái nhà sẽ có hơn 1 tỷ, thế vậy số tiền còn lại thì lấy ở từng cái nguồn nào, thế nó tính không minh bạch trong bộ hồ sơ, thì các anh chị lưu ý ở đây. Và cái thứ Được ba không? nữa là củng cố thêm bộ hồ sơ, đó là những cái giấy tờ có giá trị, ví dụ như sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, sở hữu cổ phần, cổ phiếu, sở hữu công ty, thì các anh chị bổ sung vào. Đây là cơ cấu một cái bộ hồ sơ chứng minh tài chính sẽ ba phần này, xin nhớ: một, chứng minh nguồn thu nhập; hai, chứng minh bằng sổ tiết kiệm; và ba là chứng minh bằng các giấy tờ có giá trị kèm theo để củng cố. Đấy, thì các anh chị lưu ý hộ hộ cái đấy. À, xin mời các ý kiến tiếp theo ạ, các cái câu hỏi tiếp Dạ theo. vâng, cảm ơn thầy Hiền. À. Quảng Bình là khó nhất là chứng minh nguồn thu nhập đấy. À, Quảng Bình còn muốn cũng chia buồn với anh Thịnh một chút nữa, thì Quảng Bình cũng là một trong những cái tỉnh mà được chính quyền Úc, cục di trú của Úc đánh giá là hơi nhạy cảm đối với bởi vì du học sinh, bởi Quá vì nhạy là cảm. hồ sơ ở đây thì thôi cũng 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 mạnh dạn công bố luôn ạ, để các chị nắm được một số cái tỉnh mà chính quyền Úc hiện nay là họ họ đang 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 lưu ý, tức là xét hồ sơ rất kỹ, chứ không có nghĩa là không 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 làm được nữa nhá, không có nghĩa là cấm hay là gì khác, hiểu nó không đầy đủ là không đúng ạ. Thứ nhất là Hải Phòng, Quảng Bình, Nghệ An. vâng, để tôi lấy cái danh sách cho chính xác ạ, không để phát ngôn nó không chính xác thì nó sẽ... trong đó có Quảng Bình nhỉ, có đâu 6 hay 7 tỉnh. Hôm trước em vừa đọc của Hotel School ạ, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Hôm trước mình có gửi cho các cái sao dừng nhỉ, đấy là khu vực Hải Phòng nữa. cao này, có Hải Phòng này, Nam Định này, Thanh Hóa này, Nghệ An này, Hà Tĩnh này, Quảng Bình này, Quảng Ngãi, Trà Vinh và Sóc Trăng đấy, Dạ vâng, thì đúng rồi. trong quá trình tuyển sinh thì các anh chị cũng lưu ý khuyến cáo phụ huynh ở các cái tỉnh đấy là nên trung thực bộ hồ sơ. Đấy, và thứ hai nữa là nếu có học sinh ở đấy thì chúng ta phải tư vấn cho họ thật kỹ để tránh cái trường hợp mà các bạn không hiểu không biết, là một là mất tiền đi thuê làm một bộ hồ sơ không minh bạch ấy, nó sẽ trở thành nó lãng phí tiền bạc và thời gian. À, xin mời các anh các chị tiếp theo ạ. Thế thì em xin có một câu hỏi như sau ạ. Dạ vâng, mời anh Dũng ạ. Dạ vâng ạ. Em trong quá trình đang làm hồ sơ các bạn học viên thì em
Có câu hỏi thứ nhất đó chính là liên quan đến phần học bạ của học sinh ạ. Cụ thể đó Và là các bạn đang theo học cao đẳng nghề tại Việt Nam. vâng. Thì cái hướng hồ sơ của em hướng đến đó chính là hồ sơ chuyển trực tiếp sang cao đẳng hoặc là đại học của bên Úc ạ. Thì Vâng. có một cái vấn đề nó nảy sinh đó chính là đây các bạn mà đang có nhu cầu từ cao đẳng từ Việt Nam sang thông thường là các bạn đang là nguyện vọng hai của cái quá trình học đại học. Thông thường Vâng. bạn sẽ không chú tâm vào việc học, dẫn đến Vâng. là mặc dù bây giờ nó chưa thi hết kỳ một đâu, nhưng tuy nhiên thì về cơ bản mình đã nắm bắt được là các bạn ấy học cái điểm của kỳ một rất là thấp. Thì em muốn hỏi Vâng. thầy là khi cái điểm của thấp này thì đồng nghĩa việc mình có nên đưa đưa cái điểm hoặc là đưa quá trình học của cái trường cao đẳng này vào không, hay là mình Vâng. bỏ luôn coi như bạn đang 18 tuổi và bạn thời gian đấy bạn làm hồ sơ? Vâng, đúng rồi. Có hai cách. Cách thứ nhất ý, là nếu như cái thành tích trong cái trường học cao đẳng của bạn ấy mà có thành tích tốt hay là thành tích chấp nhận được ấy, thì ta có thể dùng cả hai cái bộ hồ sơ, đó là hồ sơ học bạ, hồ sơ học tập của 3 năm cấp 3 và cộng thêm cái hồ sơ học tập của ít nhất là học kỳ 1 của trường của đại học hoặc là cao đẳng, thì đấy là ta đều sử dụng được. Còn trong trường hợp mà tình huống như bạn Dũng vừa nói là bạn ấy rất chỉnh bảng, đi học thuê cho bố mẹ, chẳng muốn học gì đâu mà kết quả là nó kém ấy, thì ta chỉ nên sử dụng cái học bạ của 3 năm cấp 3 thôi. Đấy là cái hồ sơ học tập của 3 năm cấp 3. Trong trường hợp mà ví dụ cái thời gian đấy nó quá dài, ví dụ có thể lên tới gần 1 năm chẳng hạn đấy, thì ta sẽ phải hỗ trợ bạn ấy, tư vấn cho bạn là cách chứng minh của cái thời gian gap year đấy, tức là trong cái thời gian đấy thì bạn ấy làm gì, đi học ở đâu, thì có thêm một cái xác nhận nữa thì nó sẽ khép kín bộ hồ sơ cho bạn ấy. Một cái lưu ý nữa ấy, là có những bạn như bạn nói là bạn có thể là không những học trường cao đẳng mà các bạn học đại học ấy, thì nếu như các bạn ấy đang học đại học mà bạn ấy muốn 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 dừng cái học đại học ở trong nước mà đi du học ở Úc ấy, thì bạn ấy chỉ có thể chọn một trường đại học ở Úc, hoặc nếu học cao đẳng thì bạn phải không được nộp hồ sơ liên quan đến cái năm thứ nhất đại học nữa, bởi vì chả có lý do gì anh đang học một cái chương trình cử nhân cao cấp hơn về tính về bằng cấp mà anh lại bỏ đi, anh lại đi học cao đẳng, thì đấy là một cái mà rủi ro rất là cao. Trước đây thì trong cái cuộc đời của tôi làm hỗ trợ, làm tư vấn du học, có 3 tình huống cũng đã bị trượt visa, cũng phải chia sẻ với anh chị đấy. Tình huống tương tự như thế đối với một bạn sinh viên của trường đại học kinh tế quốc dân. Mục đích của bạn ấy là sang đấy là để học tập, làm việc và định cư. Thế thì khi mà tư vấn cho bạn ấy, thì đề nghị bạn là thay vì cái việc mà bạn học đã học cao đẳng ở Canada ấy, chứ không phải ở Úc, thì bạn nên học cao học đấy, học một cái chương trình post đấy, chương trình cao học sau đại học ấy, thì xin visa rất dễ, bởi vì bạn vừa tốt nghiệp trường đại học ra, nhưng mà bạn bảo không, bạn chấp nhận rủi ro và bạn chỉ thích học cao đẳng thôi, bởi vì rõ ràng là học cao đẳng thì bạn ấy chỉ nhìn được cái học phí thôi. Học phí ở học chương trình cao đẳng ở Canada mà bạn ấy chọn là có 12.000 đô một năm thôi, mà học chỉ có 2 năm thôi, rất là ngắn. Thế nhưng mà học cái chương trình cao học ấy thì nó là rơi vào hơn 30.000 đô một năm. Thế bạn ấy chỉ tính về mặt tiền. Nhà bạn cứ bạn lúc đấy thì cũng phải chia sẻ là tôi cũng yêu cầu là gia đình phải cam đoan rằng là có thể là sẽ chị trượt visa vì cái lý do này. Và cái chuyện nó xảy ra đúng như dự kiến là sứ quán người ta trả lời là bạn ấy không có phù hợp để học cái chương trình này, vì bạn ấy đã từng học một đại học một cái ngành nghề rất là tốt, theo sứ quán được biết là kinh tế quốc dân, đại học kinh tế quốc dân là một trường cũng đào tạo khá tốt ở Việt Nam. Thế thì chỉ vì những cái mong muốn, thế cho nên là trong cái quá trình tư vấn cho phụ huynh học sinh ý, thì các anh chị hãy lựa chọn cái trường, lựa chọn một cái lộ trình tốt nhất cho học sinh và phụ huynh để lựa chọn, không nên nhìn vào mức học phí. Tôi lấy một cái ví dụ hôm trước tôi không biết là có nói ví dụ cái trường một cái trường lấy ví dụ thôi, thì rất ít học sinh được vào đấy. Ví dụ trường Waterloo ở Canada chẳng hạn, đó là một cái trường mà học phí nếu mà nhìn trên 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 thông báo của họ là rất cao, là học phí lên tới 45.000 đô la Canada một năm. Thế thì ai cũng nhìn thấy bảo ôi rồi thế này thì làm sao đủ tiền được, vì cái tầng lớp đi du học Canada, Úc hoặc là một số quốc gia khác ngoài Mỹ và Anh nha, thì là tầng lớp trung lưu, ta phải nhìn nhận như thế. Thế còn tầng lớp thượng lưu là họ đều mong muốn là đi Mỹ, đi Anh rồi. Thế cho nên là những người mà đã đi từ Úc và đi Canada thì có từ chối hay là không từ chối thì trong đó trong ngầm một ý là cũng muốn sang tìm kiếm việc làm thêm, và chỉ trong làm thêm. Thế cho nên là khi mà nhìn thấy mà cái mức học phí đấy thì rất cao, nhưng mà họ không hiểu được rằng là với cái trường Waterloo của Canada ấy, là họ đã hợp tác với 6 tập đoàn lớn nhất trên thế giới, tập đoàn đa quốc gia lớn nhất trên thế giới,
trong đó có cả hợp tác với cái thung lũng Silicon của Mỹ, là chuyên đào tạo về 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 cái chương trình trí tuệ nhân tạo AI. Thế thì cái quá trình đấy thì khi cái quy định của trường ấy là khi học sinh học tập mà để tốt nghiệp với trường Waterloo là phải thực tập trải qua 6 cái doanh nghiệp, 6 tập đoàn đa quốc gia. Cho nên hầu hết các sinh viên mà sau khi tốt nghiệp của Waterloo là khi ra trường đều được các cái tập đoàn đa quốc gia là họ đón. Nhưng cái quá trình đi thực tập ấy thì vẫn được hưởng lương từ các tập đoàn, họ trả lương và mức lương cũng khá ổn định. À, mặc dù như ở Toronto quy định rằng ở bang Ontario của Canada quy định rằng có 14 đô một giờ ấy. Nhưng mà các bạn đi thực tập thì các bạn được được 18 đến 20 đô một giờ. Thế là các bạn đã đỡ đi gần như một nửa cái chi phí ăn học của các bạn ấy. Thế thì cuối cùng là 45.000 thì thực ra lại còn còn có rơi lại là chỉ còn có ngoài 20.000 đô một năm thôi. Thế thì các bạn rất có lợi. Thế hơn hẳn những trường University of Toronto là học phí lên tới là 30 mấy nghìn đô thì các bạn lại muốn vào đấy. Đấy thì đây là ví dụ. Hay là thứ năm này các bạn sẽ thấy cái trường Giấu Theo School, người ta sẽ tư vấn cho các bạn. Thứ nhất là Giấu Theo School đó là một cái trường học hay còn gọi là một khoa cũng được, nó trực thuộc cái trường Southern Cross University. Đó là một cái sự hợp tác giữa một cái tập đoàn Mopa, là một tập đoàn bất động sản nghỉ dưỡng là lớn nhất nước Úc, có đẳng cấp quốc tế, họ có những cái khu du lịch nghỉ dưỡng 5 6 sao ở khắp nơi trên thế giới và xung quanh nước Úc. Thế thì khi học ở trường đấy thì cái việc mà các bạn ấy thực tập liên tục 6 tháng ở đấy đã cũng đã hưởng lương rồi. Thì ngoài ra thì cái hệ thống của nhà trường ấy là hỗ trợ cho các bạn ấy là làm việc và thực hành thực tập ở trong các cái khách sạn, nhà hàng 5 sao, các cái khu du lịch nghỉ dưỡng các cái đấy của tập đoàn Mopa ấy. Là thì các bạn ấy sẽ được hưởng, là ngoài cái việc mà thực tập có hưởng lương ra thì các bạn được làm thêm theo quy định. Cho nên hạch toán ra cả một kỳ học, ví dụ học cử nhân ấy, thì không những mà các bạn ấy bù đủ chi phí mà các bạn lại còn lời hơn được khoảng hơn 10.000 đô Úc nữa cơ. Đấy, tính tính toán chi phí đấy còn lãi ra, thế nên lãi là hình ảnh thôi, chứ còn thực tế là đi học thì là đầu tư cho chất xám thì không thể nói là kinh doanh được. Nhưng mà đấy là một cái ví dụ ấy, thì cho nên là nếu mà được học ở cái trường Zero Theo School ấy, thì xin thưa các bạn rằng những phụ huynh chỉ phải lo tài chính có mỗi một cái lần đầu tiên khi các bạn ấy đi xuất cảnh đi đi, đi học thôi. Thế còn những năm tiếp theo là gần như là các bạn ấy sẽ được. Nhưng tại sao lại như thế, là bởi vì cái tiêu chí mà tuyển hệ cử nhân của Zero Theo School ấy, về tiếng Anh là 6.0 rồi, mà không kỹ năng nào dưới 5.5 là các bạn ấy đã có đủ năng lực về 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 ngoại ngữ để đi làm việc rồi. Hay thậm chí cao đẳng cũng là 5.5 mà không kỹ năng nằm dưới 5.0 ấy, là các bạn đã có đủ trình độ ngoại ngữ để học trực tiếp và đi làm việc rồi. Thế cho nên là để mà được vào một cái trường đấy là một cái trường mà gần như là được 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 hỗ trợ và bảo đảm được cả cái đầu đầu vào, cả cả quá trình các bạn ấy học tập và cái đầu ra. Sau khi ra trường thì các bạn ấy còn được tập đoàn là hỗ trợ là cho làm việc tại tập đoàn luôn. Thế đấy là một những cái mà các bạn phải lưu ý. Cho nên làm công tác tư vấn du học ấy thì cần phải nghiên cứu kỹ, đừng nhìn vào một cái mức học phí mà mình bảo là ôi mức học phí này không phù hợp với học sinh phụ huynh, và mình phải hiểu rằng là à cái quá trình học tập đấy thì sẽ có những cái gì có lợi cho phụ huynh học sinh để người ta có thể được học với những cái trường danh giá hoặc là những cái chương trình đào tạo nó hợp lý hơn, thay vì ta cứ chỉ nhìn theo cái cảm tính là ô nhìn vào cái mức học phí này cao quá không có phù hợp. Bởi vì là phụ huynh thì có thể 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 thể, thể kết luận thế được, nhưng mà nếu mà các bạn mà cũng nhìn thế mà các bạn lại chọn ngành nghề cho phụ huynh thì thực sự là đáng trách với một tư cách là một nhà tư vấn du học. Đấy, các bạn cần phải có chiều sâu hơn, nắm kỹ hơn. Đấy, thế nên các bạn cũng lưu ý hộ cái việc đấy. Thế còn đối với câu trả lời của anh Dũng thì như là rất rõ ràng, nếu như cái hồ sơ của bạn ấy áp cả hai thì nó sẽ cộng thêm cái năng lực uy tín. Nếu như hồ sơ mà bạn ấy học kỳ 1 của năm đại học hoặc là năm của gần là trường cao đẳng ấy mà tốt thì ta có thể là cùng nộp hồ sơ cùng với hồ sơ của cấp 3. Còn trong trường hợp không thì ta bỏ nó luôn đi, là xác định là bạn ấy gap year 1 năm đi hoặc là 6 tháng đi, thì sẽ ta sẽ có một cái hướng dẫn cho bạn ấy giải trình trong cái study plan ấy, là nó sẽ có cái đấy thì bạn ấy sẽ bày tỏ trong cái đấy là được. Thế còn dưới 1 năm thì về mặt lý thuyết là không cần giải trình. Hoặc là IELTS.com có thể xác nhận cho bạn là bạn học ở tại IELTS.com nếu bạn đủ điều kiện rồi, thì đấy cũng là một cái cách giải trình rất là hợp lý, thì không có vấn đề gì cả. Dạ, xin mời các câu hỏi tiếp theo ạ. Anh Dũng có một câu hỏi nào tiếp theo nữa không? Có, em muốn có thêm một câu hỏi nữa là em có thêm một hồ sơ nữa và hiện tại thì đang học cao đẳng năm thứ hai và hệ cao đẳng này cũng 2 năm thôi ạ. Thì Và tức là nếu mà không có gì thay đổi thì khoảng giữa tháng 5 năm 2024 sẽ tốt nghiệp.
thì em đang đang muốn hỏi là đối với hồ sơ này nên làm hồ sơ gửi trực tiếp trước khi tốt nghiệp hay đợi tốt nghiệp xong rồi gửi? Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái quá trình mà học AL của bạn ấy nên đợi khi nào gần tốt nghiệp xong mình đẩy cho bạn bạn học liền một mạch, hay là ngay từ bây giờ sẽ cho bạn học những cái thời gian rảnh ngay từ bây giờ đến khi tốt nghiệp ạ? Vâng, thế thì trả lời với anh Dũng câu hỏi thứ nhất là khi mà làm hồ sơ ấy thì ta sẽ phải tính toán cho bạn ấy trong trường hợp mà bạn ấy đã học trường cao đẳng rồi và bạn học liên thông lên đại học ấy thì bạn nên dùng cái trường 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 cao đẳng đấy. Đấy, bởi vì đây ở đây là nó không có tính chất sang ngang, cho nên là bạn ấy có thể quyền dùng là năng lực học tập của trường cao đẳng và năng lực học tập của học sinh cấp 3. Nhưng một số trường ấy là học cao đẳng ở Việt Nam ấy là bạn có quyền là học đại học ở bên kia và chỉ có học cao hơn thôi, hoặc là cùng lắm thì học một cái ngành nghề tương đương với lại cái ngành đang có là ở cao đẳng. Thì anh tư vấn cho bạn ấy thật kỹ. Thế trong trường hợp mà muốn chi phí thấp hơn ấy thì cái chương trình cử nhân của Stanley College ấy nó chỉ có khoảng 16.500 thôi, thì nó rẻ hơn gần một nửa so với cái trường giờ theo school đấy, ví dụ như thế. Ví dụ hai trường đó đã, để tôi tạm thời ví dụ hai trường. Thế thì một là bạn ấy học đại học học cử nhân, hai là bạn ấy học một cái ngành cao đẳng là nó song song là tương đương với cái ngành bạn đã có rồi đấy, để củng cố thì bạn ấy đấy là điều kiện là như thế. Thế còn khi nộp hồ sơ thì nên nộp sớm, tại vì trông thế thôi, nhưng mà các trường nó tuyển sinh mà mình ưng ý mình không nộp sớm, hay nói tóm lại là không giữ chỗ, là có khi là nó full đấy chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên cái việc mà đăng ký là nên đăng ký trước, đấy là điều thứ nhất. Thế còn về vấn đề ngoại ngữ ấy, thì cái việc học ngoại ngữ nó là cả một quá trình tích lũy, cho nên là học liền một mạch thì cũng không phải là ai cũng có thể liền một mạch được. Cho nên là cái việc mà chuẩn bị cái ngôn ngữ đó là một cái yêu cầu, một trong ba cái yêu cầu khi đi du học. Một là gì, đó là năng lực học tập, thứ hai là phải có ngoại ngữ, học ở quốc gia nào thì phải có ngôn ngữ của quốc gia đấy, và thứ ba là chứng minh tài chính. Thế thì thông thường ấy là các bạn ấy sẽ hay bị nhỡ ở không ngoại ngữ. Rõ ràng là các chị làm công tác tuyển sinh bây giờ khi đi tuyển sinh người ta phát sinh đi du học, nhưng mà thường là vướng cái là không có ngoại ngữ thôi. Cho nên ngoại ngữ là phải được chuẩn bị trước, và chuẩn bị càng lâu càng tốt, không có thừa. Thế còn cái điểm hay cái chứng chỉ, cái điểm mà để đi xin visa ấy, thì cái lúc đấy là ta lúc nào ta cần thì ta thi lúc đấy cũng được, không sao cả. Cho nên cái việc mà học ngoại ngữ là phải học ngay, ta phải chủ động được cái điều kiện đấy, bởi vì thiếu điều kiện gì thì ta sẽ bị kéo dài cái điều kiện đấy. Ví dụ như theo cái cách theo theo anh chia sẻ ấy, thì bạn ấy sang đầu năm 2024 mới mới tốt nghiệp đúng không? 24 hay 23? 24 đúng không ạ? Thế thì 24 ạ. vâng, bản chất thì như thế này. Tôi lấy ví dụ như một học sinh cấp 3 ấy, mà ký các kỳ nhập học của Úc thì thường là tháng 10 ấy, thì nếu như sắp xếp thời gian hợp lý thì tháng 10 các bạn vẫn có kịp thời gian để đi, thậm chí tháng 9 vẫn kịp. Ví dụ như thế này, thông thường là tháng 6, tháng 7 các bạn mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông đúng không ạ? Thế thì khi tốt nghiệp trung học phổ thông xong để mà đi học ấy, thì bạn ấy phải tốt nghiệp đã. Thế thì sau khi mà chấm bài xong thì Bộ Giáo dục người ta cũng thường cấp cho học sinh các cái điều kiện để đi du học này khác là bằng cái chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đấy. Thì khi xin visa ta có thể dùng cái chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được. Thế còn bằng tốt nghiệp thì có thể là tận tháng 10 hoặc thậm chí lâu hơn mới có nhận được. Thì cái giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vẫn có giá trị để xin visa, thì lúc đấy là ta phải chuẩn bị trước là năng lực học tập học bạ là có sẵn rồi, sau khi thi hết học kỳ 2 ấy, là cuối năm ấy là người ta đã có bạ rồi. Ngoại ngữ có rồi, chỉ còn thiếu đúng một cái điều kiện là liên quan đến cái chứng nhận tốt nghiệp phổ thông ấy, thì ta chuẩn bị hết cái rồi, ta chỉ bổ sung một cái này để xin visa thôi. Còn các trường ở nước ngoài ấy, thì kể cả là bạn ấy chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, thì người ta vẫn cấp thư mời cho được đấy. Cho nên là cái điều kiện mà để đi du học ấy là điều kiện, một là có thư mời của một trường tiếp nhận, thứ hai là phải xin được visa. Thì cái chứng nhận tốt nghiệp phổ thông đấy là nhằm mục đích để xin visa đấy, thì các anh chị cũng, cũng lưu lưu ý ở cái việc đấy. Là xin mời tiếp theo ạ. Cái câu hỏi đấy đã được rõ chưa ạ? Anh Dạ vâng, em rõ rồi ạ. Em cảm ơn thầy. xin mời cái câu hỏi tiếp theo để ở đây có bạn học sinh nào cần quan tâm đến chương trình du học hoặc là phụ huynh nào không ạ? Xin mời ưu tiên. Có anh có chị nào mà có giới thiệu phụ huynh học sinh ấy, để trả lời cho sẽ được thực tế hơn ạ. Xin mời một câu hỏi nữa đi, để cho nó bảo đảm đúng cái tiến độ thời gian đi ạ.
Vậy thì cũng Ok. là dạ. Em chào thầy ạ. À, xin chào ạ. Dạ vâng. Em cho em hỏi xíu là hiện tại thì em có học sinh, theo em tìm hiểu thì như ở bên Úc ý, thì là cái chương trình học của mình là học học lên Vâng. chứ không được học xuống hoặc là học bằng. Thì hiện Vâng. tại em đang có một học sinh là tốt nghiệp đại học rồi, Vâng. chuyên ngành là về ngôn ngữ Anh, bây giờ lại muốn sang bên đấy học theo theo dạng du học nghề á thầy. Vâng. Vâng, thì đối với cái trường hợp này thì mình có khai bằng đại học hay không ạ? Trường hợp này thì nó có mình sẽ giới thiệu cho bạn ấy một cái chương trình khác nó hay hơn cái việc du học nghề. Như như mình đã vừa nói thì thông thường là phụ huynh học sinh ý, họ không hiểu cho nên là họ sẽ cứ nhất quyết là đi du học nghề, mục đích không phải là cái gì cả mà nhìn vào cái giá học phí. Thế nghĩ rằng là đi du học nghề thế thì sẽ tốt hơn. Thế thì xin lỗi là cái bạn đấy là ở đâu ạ? Thanh đúng Bạn đấy là ở Đồng Nai, dạ vâng ạ, bạn ở không? đồng ở bạn ấy ở Đồng Nai thầy ạ. Vâng, đây là bạn ấy nó giống như xin phép để mình xem màn hình ra của nó giống như một cái trường hợp này là ở thành phố Hồ Chí Minh là bạn ấy tốt nghiệp cũng là ngành ngôn ngữ Anh. Thì vừa rồi thì mình đã tư vấn vào hồ sơ đã xong cho bạn ấy là bạn ấy đi học hệ post của giờ theo school. Các anh chị đã nhìn thấy cái xe màn hình chưa ạ? Dạ rồi thầy ạ. Và đây bạn này là bạn Phạm Nguyễn Hoàng Anh đấy là tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn mới vừa đi vào tháng 9 vừa rồi là học trường ngành 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 cao học thạc sĩ của trường giáo theo school. Thế thì đối với trường hợp này ấy, thì bạn ấy hoàn toàn có rất nhiều tương lai. Ta phải chia sẻ với nhau như thế thì bạn Thanh không nên giới thiệu cho bạn ấy đi du học nghề làm gì cả. Đấy. Để bạn ấy thì đã có visa và bạn ấy đi rồi mình lấy cái visa cho bạn. Bạn ấy là visa điện tử. Ừ. Là bạn ấy đã hoàn thành. Đây. Đây, visa điện tử Úc thì cơ bản nó chỉ có thế này. Các bạn chỉ nhìn đến cái chữ Application Status, Student Surplus 500 Granted. Đấy là xong. Thế bạn chỉ in cái này ra rồi bạn cầm hộ chiếu bạn đi là xong. Đây là bạn Anh và bạn ấy đã học ở giờ theo school. Thế thì đối với cái bạn này ấy, thì cái lời khuyên của mình ý là nên cho bạn vào cái trường 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 giờ theo school này. Đấy là một cái cách lựa chọn thông minh nhất cho bạn ấy bởi vì với cái chương trình học thạc sĩ của giờ theo school ý, là cái chi phí học của nó rất là hợp lý. Đây nó là cái chương trình này mai có thể là thứ thứ năm bạn có thể trao đổi trực tiếp thêm với trường giới theo school giới theo school tuyển chương trình thạc sĩ là sẽ tuyển tất cả những cái bạn nào mà tốt nghiệp các trường đại học công ở Việt Nam là đều đủ tiêu chuẩn học tập ở chương trình thạc sĩ và chương trình thạc sĩ thì học 2 năm. Nếu như trong trường hợp nếu mà học ở đảo Hayman ấy thì bạn ấy còn được hỗ trợ cả tiền ở nữa cơ. Mỗi tháng thì chi phí mất có 150 đô tiền 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 ăn thôi. Thì đây học phí của một năm của nó chỉ có 27.200 đô. Nếu mà nhập học vào kỳ tháng 2 này ấy, thì bạn ấy hoàn toàn sẽ được giảm 30% học phí năm đầu ấy, thì bạn ấy sẽ được 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 học bổng 30%. Thì cái đấy thì tí mình sẽ gửi cái chương trình cho bạn Thanh nhỉ. Bạn Thanh có phải là ở Đồng Nai không nhỉ? Ở hôm nay đúng không ạ? Dạ vâng, thầy Thì ạ. sẽ gửi chương trình này thì đối với những cái trường người mà đã được có học tập như thế này ấy, thì bạn đừng tư vấn cho họ về 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 đi du học nghề làm bởi vì những cái người như thế thì đều có mục đích là đi sang đấy là để làm việc là
để định cư này, để rất nhiều thứ khác đấy. Thế nhưng mà bởi vì là bạn ấy chắc là khó khăn về mặt tài chính thì bạn ấy lựa chọn cái mức học phí đấy để đi, thì cái này thì sẽ có nhiều giải pháp, nhiều trường, nhiều lựa chọn cho bạn ấy, và để cho bạn ấy không phải lo lắng về cái tài chính về sau ấy, và vẫn giúp cho bạn ấy để thăng tiến trong một cái con đường học tập và có thể định cư về lâu về dài ấy, là được tốt hơn. Chứ bây giờ người ta đã học đại học rồi mà mình để tư vấn cho họ để đi học một cái nghề nữa thì nó cũng hơi hơi hơi, hơi buồn cười. Trên thực tế thì không chính phủ nào có quy định rằng là anh học tốt nghiệp đại học ở một quốc gia và lại đi học cao đẳng mà không được cả. Đấy, nó không có một quốc gia nào có quy định như thế. Nhưng trên thực tế về bằng kinh nghiệm, đây tôi chỉ chia sẻ bằng kinh nghiệm ấy, là những trường hợp như thế thường là bị hỏng visa. Đấy, thì chia sẻ với các anh các chị thế. Thế còn các chính phủ thì về mặt public người ta không công bố rằng là anh tốt nghiệp một trường đại học ở một quốc gia này thì không được phép học cao đẳng ở quốc gia tôi chẳng hạn. Thế đây là điều không có. Thì các chị lưu ý thế, đây là bằng cái kinh nghiệm. Đấy. Thì cái chương trình thạc sĩ đấy mình sẽ gửi cho bạn Thanh nhá, là Dạ sẽ vâng, có em cảm ơn thầy ạ. sẽ có một cái chương trình tư vấn trước cho bạn ấy, để cho bạn ấy học cái ngành nên học, có một cái tấm bằng thạc sĩ. Thế rõ là học đại học đây rồi mà lại quay lại đi học cao đẳng, mục đích cuối cùng là gì? Để đi sang đấy để kiếm việc làm rồi để tìm cách định cư mà đấy, đấy. Thì vì nó có nhiều cách, nhưng mà cái thông minh nhất ấy vẫn là cách đi bằng con đường học thức, mà học càng cao thì càng tốt. Đấy. Thì xin phép Dạ các vâng, cái em cảm ơn thầy. dạ vâng thì đã đến giờ thì tôi chia sẻ thêm cái phần sang phần thứ hai. Thì hôm nay xin phép sẽ là chia sẻ với các anh các chị là cái một số cái loại visa của liên quan đến du học sinh của chúng ta. Thường thì đối với visa ấy, thì đối với du học sinh của chúng ta thì thường là mọi người cứ hay quan tâm nhất là cái loại visa nào, cái loại visa mà được thường trú đây này. Thế nhưng mà để thường trú này thì rất là khó. Còn đối với học sinh ý, thì chúng ta sẽ liên quan đến những loại visa nào liên quan đến học sinh và phụ huynh học sinh ý. Thứ nhất là visa 485, đấy là dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp mà ở Úc. Visa 500 là cho du học sinh, visa 590 cho người giám hộ du học sinh, visa 462 là liên quan đến sinh viên của ta, đó là những cái sinh viên mà tốt nghiệp các trường cao đẳng chuyên nghiệp và đại học ở Việt Nam ấy, sau khi ra trường mà có cái năng lực ngoại ngữ là có thể xin cái visa này sang đấy là để du lịch, nhưng có thể là tự kiếm việc ở bên kia rất dễ dàng. Đấy. Visa 65 à 600 là visa thăm thân, visa du lịch nhưng mà phục vụ cho phụ huynh đi sang thăm con cái. Loại visa này có thể xin được rất là dài hạn nhưng mà chỉ được phép lưu trú được 90 ngày thôi. Thế thì thứ nhất là visa 500 là visa du học sinh. Cái hình ảnh này anh chị có nhìn không? Bởi vì tôi không dùng vào cái slide này, nó có nhiều chi tiết, nó cần nhiều chữ hơn là một bản slide nên tôi sẽ dùng cái bản PDF. Mọi người có nhìn được không ạ? Dạ được Đó. em ơi. Và visa này là visa học tập, cho nên là tất cả những sinh viên cho dù là học trung học phổ thông, trung học cơ sở, học nghề, học cao đẳng, học đại học, học cao học đều được gộp vào cái nhóm visa này, visa du học sinh hay gọi là ký hiệu, mã ký hiệu là visa 500. Đấy thì cái quy định của cái visa này là học toàn thời gian ở Úc và có thể đi cùng một thành viên trong gia đình. Đấy. Thời gian thì cái tối đa của thời gian này, bởi vì các chương trình đào tạo cử nhân của Úc ấy, thì thường là nó chỉ có 4 năm thôi. À 3 năm thôi. Thì trong trường hợp mà có học đấy là hệ cử nhân, trong trường hợp có học thêm cao học thì cũng là 2 năm. Thì các bạn cùng gộp lại, nhưng mà tổng thời gian đấy là nếu mà xin một lần ấy thì cũng không quá 5 năm. Đấy. Lệ phí xin visa ấy là 650. Thế nhưng trên thực tế thì đây là lệ phí xin visa, nhưng mà khi các bạn làm thủ tục xin đi thì vẫn còn có một khoản lệ phí nữa là lệ phí lấy dấu vân tay ấy. Cho nên cái tổng chi phí mà khi xin visa ấy, nó sẽ là 710 đô chứ không phải 650 đô. Hồ sơ xin visa thì sẽ nộp bằng tiếng Anh. Tại sao lại phải ghi chú nộp bằng tiếng Anh? Bởi vì có loại visa thì chỉ cần nộp tiếng Việt thôi. Ví dụ ở visa đi du lịch thì không cần dịch tiếng Anh mà nộp bằng tiếng Việt là người ta có thể chấp nhận. Đấy, thì các bạn lưu ý của cái việc đấy và tại sao phải ghi chú bằng tiếng Anh. Mà tiếng Anh này sẽ phải công chứng cái chứng thực cái chữ ký của người dịch ý, là qua một cái văn phòng công chứng và chính phủ Úc chấp nhận là phòng công chứng công hoặc là tư đều được. Đấy, thế còn nếu mà công chứng công thì các bạn phải đến công chứng
tại cái phòng tư pháp của các quận nhé, quận huyện trở lên, chứ ở ở, ở xã. Và thực ra tôi cũng thấy là nhiều hồ sơ là ở xã người ta cứ đóng bừa vậy. Ở nhiều nơi là nó cũng dễ dàng trong cái việc xin cho con em mình, nhưng mà nó không đúng chức năng. Thế là phải là cái hồ sơ mà dịch sang sang tiếng Anh này mà công chứng chứng thực cái chữ ký của người dịch ý, là bắt buộc phải từ phòng tư pháp quận huyện hoặc các phòng công chứng tư nhân hoặc phòng công chứng nhà nước. Đấy là ba nơi để anh chị để làm hồ sơ. Thời gian cấp cái này thì khoảng 50 ngày, nhưng mà cũng xin thưa các bạn là vừa rồi tôi xin một loạt cho các học sinh ở trong 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 Sài Gòn này này, là thực ra là chưa đầy một tháng đã có visa rồi. Thì cái đấy cũng tùy theo cái mức độ và đông hay là không đông của việc đổ hồ sơ. Thế còn một cái lưu ý nữa ấy, tại sao các cái hồ sơ yêu cầu cần trung thực hơn ấy, thì đối với cái hồ sơ xin visa du học ấy thì người ta chỉ yêu cầu bản scan, tức là người ta không yêu cầu bản bản chính hoặc bản gốc mang lên để chứng minh. Thế cho nên là mới xảy ra vừa rồi như ở Quảng Bình thì cũng chia sẻ là có rất nhiều hồ sơ giả là vì như thế. Thế họ làm, cho nên là khi mà để mà kiểm tra phát hiện ra thì nó cũng rất là phức tạp. Thế cái đối với cái loại thị thực này ấy, thì xin hoàn toàn là online. Cho nên là quá trình xin ấy, chỉ học sinh chỉ có cần là đặt cái lịch hẹn cho đi khám sức khỏe thì tí thôi nói sau và lấy dấu vân tay thôi. Đấy, thì cũng báo cáo với các bạn là các bạn lưu ý đấy, thì cái buổi mà hướng dẫn xin visa chi tiết thì tôi sẽ hướng dẫn vào phần sau. Thì hôm nay chỉ là giới thiệu thôi. Cái quyền lợi của cái người cầm visa này là được học hành ở Úc full thời gian, được quyền mời hoặc là đưa cái người thân của mình sang thăm. Đấy, thăm chứ không phải được ở lại đâu nhé. Đấy. Thế còn đối với cái những người có cái visa này, thị thực này thì có quyền đi làm thêm, thì từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 ấy, thời gian làm thêm cho những người mang visa này, tức hay còn gọi là sinh viên người học tập bên đấy, là 24 giờ một tuần. Đấy, trong bất cứ một lĩnh vực nào nào nó được áp dụng, trừ cái lĩnh vực là chăm sóc người già, tức là làm điều dưỡng ấy, thì từ ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023 ấy, là không quy định về giới hạn cho đến ít nhất là đến hết 31 tháng 12 năm nay, tức là 2023 có quy định lại hay không. Đấy, cho nên là cái bạn cũng cần lưu ý. Đấy, cái giờ làm thêm đấy thì ở thuật ngữ xin ra thì người ta sẽ nói là không quá 48 giờ trong 2 tuần, bởi vì cái tính cánh trả lương hoặc là tính phí các thứ ở Úc nó khác với mình, ở mình thì cứ tính theo tháng, nhưng họ thứ tính 1 tuần 1 hoặc 2 tuần 1. Thì đấy là cái visa 500, là visa cho dành cho du học sinh. Loại visa thứ hai liên quan đến người thân của du học sinh ấy. Đấy, thì cái visa 590 để rất nhiều các cái đơn vị tư vấn du học bị nhầm lẫn. Đấy, đây là visa cho người giám hộ du học sinh. Thì người giám hộ đấy có thể là bố mẹ, anh chị em hoặc thậm chí người đi thuê. Thì đây được gọi là người giám hộ du học sinh. Mà cái visa này là khi cấp là nó sẽ song hành cùng visa du học sinh, nhưng cấp cho những người đi học ở Úc mà dưới 18 tuổi. Các bạn phải lưu ý này, do hoàn cảnh đặc biệt nhé. Đấy. Cho nên là nhiều người là không hiểu cái loại visa này, thì đi quảng cáo là tôi đã từng gặp rất nhiều người hỏi tôi là có cái đơn vị này quảng cáo là bảo là con cái sang sang đấy đi học trung học phổ thông, xong rồi bố mẹ sang đấy là ăn ở đấy là để nuôi con rồi đi làm để kiếm tiền nuôi con được. Đấy, cái điều đấy là điều hoàn toàn là không bao giờ có thể được được. Thế còn visa là rất đúng mục đích, visa đi làm là đi làm, đi thăm thân là thăm thân, đi chăm sóc giám hộ cho học sinh ý, là chăm sóc giám hộ. Cho nên phải lưu ý là do hoàn cảnh đặc biệt, tức là người ta mất cái hành vi mà tự chủ ấy. Ví dụ một bạn mà có thể là bị khiếm khuyết ở một chân không đi lại được chẳng hạn, thì cần có người chuyên chở chẳng hạn, hay là có những các bạn mà bị một cái lý do nào đó là tay chân không hoàn thiện để có thể là tự chăm sóc mình, thì phải có người giám hộ để hỗ trợ. Thì đấy là cái visa 590. Thì các bạn lưu ý là nhớ là do hoàn cảnh đặc biệt nhé, chứ không phải là, và cái thứ hai phải dưới 18 tuổi, chứ không phải là cứ bố mẹ con cái sang đại học thì bố mẹ lại được quyền đi theo. Đấy là một điều mà không có. Đấy, các bạn cũng lưu ý về thế. Thế còn quy định đối với người giám hộ thì là phụ huynh người giám hộ hoặc người thân của học sinh đều được. Thế là người giám hộ đây có thể là người đi thuê nhé, thì vẫn có thể chấp nhận được. Và cái độ tuổi là phải từ 21 tuổi trở lên, tức là người trưởng thành ấy. Đấy. Và khi xin visa này thì cũng đều phải chứng minh cái tài chính cho cả hai, chứng minh tài chính cho các bạn du học sinh ấy và chứng minh tài chính cho cái người này. Đấy, để trong cái quá trình lưu trú. Thì đấy là cái visa liên quan đến visa
cho người giám hộ. Loại visa thứ ba mà chúng ta cũng quan tâm là sau khi các bạn tốt nghiệp ra trường xong ấy, thì cái visa đấy là visa gì? Thế khi chúng ta đi học ấy, thì cái visa của ta là visa 500. Nhưng tốt nghiệp ra trường ấy, thì các bạn buộc phải đổi gia hạn visa và đổi thành một loại visa là visa 485. Tức là cho du học sinh mới ra trường. Thế thì cái visa này ấy, thì có thời gian thông thường ấy là 24 tháng. Đấy. Trước đây nó là 18 tháng. Đấy, nhưng mà bây giờ ấy là các bạn ấy được visa tạm thời là sẽ tăng lên 24 tháng. Và 24 tháng đấy thì mỗi lần gia hạn sau đối với cái loại visa này ấy, thì mỗi lần gia hạn sẽ được 12 tháng là 1 năm một. Tức là nếu mà các bạn nào mà sở hữu cái visa 485 này để đi làm việc ở Úc ấy thì bạn có quyền ở lại Úc lên tới là 4 năm. Đấy. Và khi có cái visa này ấy, thì các bạn ấy nếu như chứng minh được có nguồn thu nhập tốt thì có thể bảo lãnh cho bố mẹ sang ở cùng hoặc là anh chị em sang ở cùng để được quyền cho người thân đi theo. Thì đấy là cái visa 485. Các bạn lưu ý nhá, thì cái visa này sau khi mà tốt nghiệp ra trường và hết cái thời hạn visa 500 đấy là các bạn cần phải tư vấn cho các bạn phải đổi ngay sang cái visa là 485 để các bạn đi làm việc. Thế thì cái công thức của nó thì thường ấy là tổng thời gian mà học tập ở Úc ấy phải từ 2 năm trở lên ấy thì các bạn mới có thể xin được cái visa 485 này. Thế còn những cái khóa học mà nhiều đơn vị mà chỉ nhìn vào những cái khóa học và học nghề có 1 năm một đấy là khi mà chuyển đổi sang cái visa này rất khó. Cho nên là quá trình tư vấn thì các bạn phải lưu ý là cho dù các cái khóa học là dưới 1 năm hay học phí rẻ đến đâu đi nữa nhưng tổng thời gian các bạn tư vấn thì phải đăng ký các khóa học nối nhau lại ở cứ học học cấp 1 thấp thì cấp 2 cao hơn đấy là cho tổng thời gian mà các bạn ấy có thể học tập ở Úc là 2 năm trở lên thì các bạn ấy mới dễ dàng xin chuyển đổi thành cái visa 485 này. Thì các bạn phải lưu ý. Thì sau này thì tôi sẽ gửi tài liệu kèm theo những cái tiêu chuẩn như này. Một cái loại visa nữa là liên quan đến học sinh ở trong nước của Việt Nam hiện nay ấy, là visa 462. Tôi thấy có rất nhiều các đơn vị làm du học ấy, quan tâm nhưng mà hiểu rõ về cái bản chất cái visa này thì để rất là hạn chế. Đây là một cái loại visa nó gọi là working holiday, tức là kết hợp giữa các đi nghỉ, đi du lịch và tìm việc làm, là diện thị thực là 462. Thì đối với Việt Nam ấy, ở Úc là chấp nhận cho sinh viên các trường cao đẳng 3 năm của mình và các cái trường đại học cử nhân 4 năm của mình là điều kiện là sinh viên vừa mới tốt nghiệp xong có trình độ tiếng Anh từ 5.0 trở lên thì sẽ được nộp hồ sơ và chính phủ Úc sẽ cấp cho tổng số thời gian visa là 12 tháng. Khi sang đấy thì các bạn ấy có quyền đi du lịch, các bạn ấy có quyền làm bất cứ thứ gì mình muốn và đồng thời là có thể xin việc làm. Thì trong quá trình và thời gian visa 462 còn hiệu lực, các bạn mà xin được việc thì các cái công ty mà tuyển dụng các bạn ấy có thể gia hạn tiếp visa bằng cách là chuyển đổi cho bạn sang một cái loại visa khác để các bạn có thể ở lại làm việc lâu hơn. Thì đấy là một cái cơ hội cho sinh viên Việt Nam có trình độ cử nhân cao đẳng hoặc đại học và có ngoại ngữ là có thể áp hồ sơ tự do. Cái cổng thông tin áp hồ sơ tự do này sẽ áp ở 2 cổng. Một là áp hồ sơ tại cái website xin visa của cục di trú Canada. Đây vị loại visa 42, Working Holiday Visa này. Thì các bạn có thể áp hồ sơ tại đây trên một cái trang web này là các bạn ấy có thể áp hồ sơ bằng cách là vào trang web này tạo một cái immigration account này, này. Các bạn khai vào đây và các bạn ấy lựa chọn cái việc áp hồ sơ ở ở đây hoàn toàn nó là trực tuyến. Thế còn cái một ý nữa của cái visa 462 này nó là gì, là cái năm chương trình của cái chương trình visa này các bạn phải lưu ý là nó mở ra không phải là quanh năm mà năm chương trình nó sẽ tính bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 hàng năm và kết thúc vào 30 tháng 6 hàng năm. Và khi mà mở cái cổng thông tin cho diện visa này nó rất là ngắn, có khi nó chỉ là 10 ngày, 15 ngày hoặc thậm chí là 1 tháng. Và các bạn có quyền up ở cổng thông tin của cục di trú của Australia của Úc ấy hoặc là của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Đấy, cái này thì nó có một cái lợi, có một cái thuận lợi nữa là có thể up ở trên cổng thông tin của Bộ Lao động Thương binh Xã hội là người ta cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc này. Và chỉ tiêu đối với diện visa này, tức là hạn ngạch visa đối với cái loại visa này cấp cho Việt Nam ấy là mỗi chỉ có 1.500 hồ sơ được duyệt thôi.
Khi mà thì COVID thì chính phủ Úc cũng khuyến khích là 1.800. Bây giờ thì sau ngày 1 tháng 7 năm 2023 ấy, thì đối với chỉ tiêu này chỉ có 1.500 thôi. Nhưng trên thực tế thì rất nhiều bạn không biết cái này nên là cũng hay bị trượt, nhiều bạn có năng lực. Ví dụ như đây là một cái trường hợp mà nếu mà được tư vấn sớm ấy, bạn bạn Thanh ạ, là cái bạn mà có cái ngành ngôn ngữ Anh ấy của bạn ấy, là bạn ấy hoàn Dạ. toàn áp cái hồ sơ 462 này. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng chắc là nó bị nhỡ mất rồi, nó cái cổng thông tin nó đã đóng mất rồi từ từ 1 tháng 7 cơ. Khi bạn ấy có thì có thể là bạn ấy áp cái hồ sơ này, bạn ấy sang đấy có thể là rất là tự do. Để áp hồ sơ này thì nó cũng khá là đơn giản chứ nó không có khó khăn gì. Thì bạn sau này thì em không sẽ hỗ trợ cho bạn, thì bạn sẽ nghiên cứu trong các quy định của visa 462 ở tại đây. Đấy là các bạn có thể biết được rằng cái thời gian áp là bao lâu và quy trình như thế nào. Thì rút kinh nghiệm của cái bạn 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 bạn, bạn ngôn ngữ Anh của bạn ấy, thì bạn cũng lưu ý trong cái quá trình đi tuyển tuyển sinh và tuyển dụng ấy, là bạn lưu ý là cái visa này là mình có thể hoàn toàn hỗ trợ được cho con em mình đi sang Úc một cách rất nhẹ nhàng, không mất đáng bao nhiêu tiền mà lại hiệu quả rất là cao. Đấy thì về Dạ thì bạn vâng. thành lưu ý cái visa này. Đấy. Dạ. Thế cái một cái loại thì đấy là những cái loại visa mà các bạn phải lưu ý rằng khi làm du học sinh thì các bạn phải biết, đó là visa đối với học sinh trực tiếp là visa 500. Visa mà cho học sinh mà sau khi tốt nghiệp mà một cái ngành đào tạo nó ở bên Úc ấy, thì sẽ chuyển đổi sang visa là 485 để đi làm việc. Đấy. Và sau khi mà hết cái thời hạn visa 485 đấy thì các bạn có hoàn toàn có thể đổi thành các loại visa chuyên nghiệp hơn đấy trên này ấy, để được, được được cư trú. Đấy. Thế còn những cái đấy thì sau là những loại visa thì nó sẽ cách hướng dẫn up như thế nào thì tôi sẽ chi tiết hơn hôm nay thì tạm thời giới thiệu thôi. Và một cái loại visa các bạn nên quan tâm ấy, để hỗ trợ cho con em mình chính là visa 462. Tôi thấy là mấy năm vừa rồi là cái visa 462 là rất nhiều người mong muốn làm nhưng mà lại không biết cách làm. Cho nên học sinh đã bị trượt rất là nhiều. Đấy, đấy là do là cứ đi làm người Việt Nam là không có tinh thần chuẩn bị trước. Thế chúng ta làm những cái công tác tư vấn du học này thì khi ta gặp những học sinh phụ huynh ý, thì định hướng cho họ để họ sẽ sẵn sàng trước. Một là điều kiện học tập, hai là điều kiện ngoại ngữ. Nếu trong trường hợp và điều kiện tài chính thì cũng cho họ một cái định hướng trước. Và khi những cái cổng thông tin mang tính chất mà thời vụ này mà người ta mở ra cái là mình sẵn sàng hồ sơ mình up vào ngay. Chứ còn để mà đến lúc khi người ta bảo là có cái chương trình này thì mới chuẩn bị hồ sơ thì đã xong rồi. Một là quá đầy, hai nữa là không kịp thời gian. Đấy, ngay cả học bổng thế thì sau này có những chương trình học bổng thì tôi sẽ nói chuyện thêm về 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 cái cách mà chuẩn bị hồ sơ. Đấy, cho nên là các bạn làm công tác tư vấn du học thì cũng mong các bạn là có lưu ý hơn về những cái trường hợp này. Thế còn cái việc mà sau khi áp hồ sơ mà xin visa thì các bạn sẽ phải đi 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 làm thủ tục là cung cấp sinh trắc vân tay ấy, thì đấy là cái việc mà lấy dấu vân tay ấy. Thì đối với ở Hà Nội thì nó sẽ có cái địa chỉ, cái trang web để đăng ký rất là rõ ràng, thì sau này sẽ gửi cho các bạn ở trong cái phần mà hướng dẫn hồ sơ visa. Và thứ hai là các bạn ấy cũng sẽ còn phải làm một cái thủ tục là khám sức khỏe theo quy định của tổ chức IOM. Đấy, nói đây theo tiếng Việt gọi là International Organization for Migration, tức là cái chương trình di cư của Liên Hợp Quốc ấy, là tổ chức di cư quốc tế. Thì hiện nay hầu hết các quốc gia phương Tây và các nước nói tiếng Anh ấy, là người ta ủy quyền cho cái tổ chức IOM này làm các cái thủ tục như tiếp nhận hồ sơ visa này, hay là hướng dẫn là khám sức khỏe, là người ta sẽ ủy quyền cho cái đơn vị trung gian này làm việc để tăng cái tính hiệu quả hơn và giảm cái áp lực cho các cái đại sứ quán và lãnh sứ quán ở các quốc gia. Thì trên đây là tạm thời giới thiệu với các bạn là bốn cái loại visa đấy. Về phần visa này có các bạn nào có câu hỏi thêm về 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 các loại visa này không ạ? Vì xin xin visa là một trong những thủ tục khó đấy, nó không phải là một thủ tục dễ. Em có một câu hỏi ạ. Dạ vâng, xin mời ạ. Dạ vâng. Thưa thầy là em thấy là trong visa 500 nó có một diện là sẽ bảo lãnh cùng người thân sang ấy, không phải diện 590 đâu ạ. À, Thì không, cái 590 đấy là diện visa cho người giám hộ bạn nha. Còn visa đối với thân là visa 600 bạn đã nha. Visa 600, du lịch thăm thân. du lịch thăm thân là Đây này, 600. visa 600. Đấy, visa 600 là một học sinh đi thì phụ huynh sẽ phải xin visa này. Cho dù là xin cùng, người ta gọi là xin visa, nó gọi là accompany visa, là visa ăn theo ấy, thì vẫn thuộc diện là thăm thân.
Và đối với loại visa này thì tổng thời gian mà được lưu trú tại Úc là 90 ngày. Sau 90 ngày phải xuất cảnh ra khỏi nước Úc rồi lại vào. Visa này nó gọi là cái loại multi visa, tức là có thể ra vào Úc nhiều lần. Và thời gian có thể xin visa là hết cùng với thời gian đi du học của con cái họ. Dạ vâng. Và cái visa 600 này đối với diện mà thăm thân có người thân đang là visa 500 sẽ dễ hơn đối với bạn những cái bạn mà visa 600 xin thông thường đi du lịch đúng không ạ? Nếu như một người mà có người thân đang học ở bên Úc ý, thì các bạn phải hình dung này này, không phải là một nước Úc mà tất cả các quốc gia trên thế giới thì chính sách nhân đạo lúc nào cũng phải được đưa hàng đầu. Nghĩa là bạn có một người thân ở bất cứ quốc gia nào là bạn có quyền sang đấy thăm thân mà người ta sẽ không có lý do gì để từ chối bạn cả. Tuy nhiên để tránh cái việc mà để nó minh bạch hơn ý, thì đôi khi nó sẽ gắn kèm theo một số các điều kiện. Ví dụ như đây là một chương trình đi du lịch, nhưng mà cái khổ cái là chúng ta là một quốc gia là chậm phát triển nước Úc, nước Úc giàu có hơn, nhưng bởi vì là có quá nhiều cái cách mà để tìm cách trốn ở đấy, cho nên người ta sẽ bắt chứng minh thêm tài chính. Đấy là một cái điều không không mong muốn, không hay, nhưng mà đúng là hiện tại chúng ta vẫn đang phải chấp nhận cái điều đấy, là kể cả đi thăm thân thì vẫn phải chứng minh cái nguồn thu nhập và tài chính. Tất nhiên để xét visa thì nó sẽ dễ hơn là một cái chương trình đi du lịch thông thường. Du lịch thông thường thì các bạn sẽ phải đi theo một cái tour nào đó, thì các công ty tour người ta đã làm cái bảo lãnh vừa đấy rồi, thì các bạn không phải làm thủ tục hồ sơ, thì các bạn tưởng là dễ, nhưng trên thực tế là các cái công ty tổ chức tour và sự kiện ấy người ta đã lo cho bạn rồi. Thế còn visa thăm thân này là các bạn đi thăm con cái hoặc thăm người thân cho mình ý, thì vẫn phải chứng minh tài chính. Tất nhiên nó không giống như kiểu chứng minh của du học sinh, nhưng mà vẫn phải chứng minh tài chính từ nguồn thu nhập đến cái sổ tiết kiệm của bạn. Dạ vâng. Ừ. Không có vấn đề. Dạ, xin mời các câu hỏi tiếp theo về cái vấn đề visa này ạ. Dạ, em chào thầy ạ. Vâng ạ. Thầy cho em hỏi, nhờ thầy chia sẻ thêm một chút về cái visa 462 á, thì để có thể nói thêm về cái điều kiện về tài chính không ạ, về chi phí á, để các bạn có thể, dạ. Về mặt lý thuyết ý, visa 462 này nó chỉ có mất mỗi cái lệ phí xin visa thôi, còn nó không bị mất một cái gì mà các bạn ấy sẽ áp hồ sơ tự do. Tất nhiên là để mà áp hồ sơ tự do có thể bạn không biết, mà các đơn vị như 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 các đơn vị tư vấn du học có thể làm dịch vụ thì có thể là không sao, thì cái việc về thu phí không thu phí là quyền của các bạn đấy. Thì còn ở đây là lệ phí chưa bao gồm lấy dấu vân tay là 635 đô. Bạn chỗ này bạn nhìn rõ không ạ? Đây, đấy. Tổng thời gian bạn được quyền ở lại là 12 tháng. À. Đấy thì tất cả những cái chi tiết này thì tôi sẽ gửi file. Đấy thì còn chi phí thì khi áp hồ sơ mà vào đại sứ quán xin visa thì về mặt lý thuyết thì chỉ có sứ quán thu 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 lệ thu lệ phí thôi. Thế còn đâu đó ở trên thực tế mà mọi người mà thông qua các công ty dịch vụ, hoặc là ví dụ chúng ta vẫn có quyền làm dịch vụ visa mà, thì các bạn sẽ căn cứ vào cái việc đấy, các bạn sẽ quyết định rằng là sẽ cái thu cái phí dịch vụ của các bạn có thu hay không thu là quyền của các bạn quyết định, và thu bao nhiêu hay không cũng là quyền của các bạn. Đây là mối quan hệ dân sự đấy, chứ nó không có quy định bắt buộc nào. Cái ý này các bạn đã nắm được chưa ạ? Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. À đấy. Thế còn về mặt nói luôn ấy, về mặt chi phí là không có cái chi phí gì cả. Đấy, còn phí hay không là do các bạn sẽ xét thấy rằng là mình làm dịch vụ cho người ta thì mình có thu phí hay không. Mình là mình thu phí, đấy là cái ấy của mình. Đấy, nên là không 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 liên quan gì đến cái việc mà bao nhiêu tiền cả. Thế nhưng mà thực ra mà nói thì tôi cũng chia sẻ một cái thực trạng như thế này. Trước đây có rất nhiều bạn là nộp hồ sơ xin visa 462 này ấy. Nhưng mà đâu đó sau khi nộp xong ấy là cổng thông tin của Bộ Lao động Thương binh Xã hội là vẫn có người gọi điện đến mà đề nghị rằng là nếu mà bạn muốn có visa nhanh hoặc là này khác ấy là mất một khoản tiền đấy. Đấy tôi cũng chia sẻ luôn với bạn để các bạn nắm được, là đôi khi mà nộp hồ sơ xong rồi tự nhiên có người gọi điện đến mà mặc cả việc đấy, thì cái thông tin đấy thì các bạn sẽ tự quyết định, nhưng mà nó phải có lý do thì người ta mới gọi điện. Nhưng mà thông thường là những cái trường hợp đấy là nộp qua cổng thông tin của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Đấy, thì các bạn lưu ý việc đấy. À, xin mời các câu hỏi tiếp theo ạ.
Nếu các chị không có câu hỏi nào thì bây giờ cũng là 9 giờ 4 phút rồi. Để bảo đảm thời lượng như lần trước thì có tôi bị phàn nàn là nói dài quá. Thế nên hôm nay sẽ rút kinh nghiệm là cố gắng cho chương trình nó bảo đảm đúng giờ, thì tôi sẽ quay sang tôi xin giới thiệu về một cái trường, đó là trường Stanley nhé. Đấy, để mọi người cùng 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 cùng, cùng tham vấn. Stanley College là một cái trường gần như là lớn nhất nước Úc. Đó là một trường mà có rất nhiều cái campus đào tạo ở Tây Úc là thành phố Perth và Nam Úc là thành phố Adelaide. Tây Nam Úc đâu này? Đây thì các bạn đây, Nam Úc là ở thành phố này. Thế thì riêng ở, ở Tây Úc thì họ đang có rất nhiều cái cơ sở đào tạo. Đây là một thành phố đang phát triển của Úc, là một cái nơi mà hứa hẹn mà người Việt ít nhất là một hai ba bốn campus ở quanh nước Úc. Thế thì cái trường đại học này nó như thế nào thì báo cáo với các bạn, thì đây là một trong những cái trường cao đẳng có đào tạo hệ cử nhân lớn nhất của Tây Úc, là lớn nhất thành phố Perth. Mà cái chính quyền bang Tây Úc đây bây giờ là một chính quyền quyền bang đang mở rộng, kêu gọi đầu tư, kêu gọi định cư đấy, và mở rộng các chương trình giáo dục. Cụ thể là bang Tây Úc đã thành công là mở rộng ở thành phố Hồ Chí Minh này, có hai trường là chấp nhận đào tạo hệ trung học phổ thông của bang Tây Úc. Đây là chính quyền bang nhé, không phải chính quyền liên bang, các bạn lưu ý đấy. Và bang Tây Úc đã có một đại diện là của chính quyền bang để xúc tiến thương mại đầu tư và giáo dục tại Việt Nam đấy, của bang không, chứ không phải là của chính phủ liên bang. Thế thì xin thưa các bạn đấy. Và trường Stanley này có một tham vọng là mỗi một niên khóa đào tạo một năm học ấy thì sẽ tuyển sinh khoảng 500 sinh viên Việt Nam sang đào tạo tại trường. Thì đây là một cái ngôi trường mà có rất nhiều lợi thế là phù hợp cho các bạn. Là họ có rất nhiều các cái cơ sở đào tạo. Đấy. Ở đây là ví dụ ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là ít nhất là 1 2 3 4 5 cơ sở đào tạo. Và tất cả các cơ sở đào tạo này thì các bạn nhìn trên Google Maps nó đều nằm ở trung tâm thành phố, ở cái vị trí rất là đắc địa, chứ không phải là ở nơi hẻo lánh, là nơi tập trung dân cư đông đúc và có rất nhiều việc làm thêm cho học sinh sinh viên. Thì đấy là cái vị trí địa lý. À, đối với Stanley College thì các bạn nhìn này này, là họ đã ký hợp tác với hơn 1.400 doanh nghiệp để hỗ trợ cho học sinh làm thêm. Đấy. Thế cho nên là khi mà học ở cái trường này thì gần như việc làm thêm được là chắc chắn. Và chúng tôi cũng đã làm việc với Stanley College là làm sao trong những năm tới mà khi số lượng học sinh Việt Nam sang đông hơn ý, thì đề nghị họ thậm chí còn set up một cả cái trung tâm tư vấn bằng luôn tiếng Việt luôn. Đấy, chứ không phải là mỗi một cái tiếng Anh. Đấy, tôi xin giới thiệu qua về những cái đặc điểm cơ bản của họ đấy. Ở đây thì có rất nhiều các khóa học tiếng Anh, khóa học về quản trị kinh doanh, khóa học về du lịch khách sạn và đầu bếp. Riêng cái ngành du lịch khách sạn và đầu bếp này thì Stanley College rất mong muốn là hợp tác với các trường cao đẳng và trung học dạy nghề ở Việt Nam ấy để đưa cái chương trình của Stanley College về đào tạo tại Việt Nam, và sau đó là hỗ trợ cho sang học các cái chương trình cao hơn ở bên Úc. Là hiện nay Stanley College là đang khuyến khích cái chương trình này. Các cái khóa học về chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế cộng đồng, có chương trình giáo dục mầm non, công nghệ thông tin và an ninh mạng, các khóa học sau đại học và nâng cao cho là các khóa học ngắn hạn khác, và đặc biệt là có cả chương trình cử nhân ở Stanley College nữa. Stanley College là một cái trường mà có rất nhiều ngành nghề đào tạo là phù hợp với xã hội bây giờ, cho nên là tất cả những cái công việc, những cái khóa học, bất gọi chọn bất kỳ một cái khóa học nào tại Stanley College ý, thì sau khi ra trường ấy, là đều gần như là 100% sinh viên là có cái năng lực và có việc làm, chứ không phải là chọn một khóa học mà sau này ra trường và cái cơ hội kiếm vào nó là ít. Thì đây là tất cả các chương trình đào tạo của Stanley College. Chương trình cử nhân của Stanley College thì nó là chỉ đào tạo về cử nhân về kinh tế thôi, đó là học về quản trị kinh doanh đấy, hoặc là công nghệ thông tin và dịch vụ y tế cộng đồng. Thế thì trong cái ngành nghề đào tạo về cử nhân thì có đào tạo về kế toán này, cử nhân về kế toán này, đào tạo về digital marketing, tức là
là truyền thông số, digital marketing gọi là truyền thông số chứ không phải là truyền thông thông thường, hay là du lịch và quản trị du lịch và khách sạn và cái chương trình quản lý nói chung. Thế thì cái học đối với hệ cử nhân của STEM College thì học phí lại rất thấp so với cái học phí thông thường của các trường đại học xung quanh trên nước Úc ấy, là học phí nó rơi dao động vào khoảng trên 30.000 đô la Úc. Thì đối với học hệ cử nhân của Stanley College này thì nó chỉ có 16.500 đô la một năm thôi. Mà thậm chí khi chúng tôi làm việc với Stanley College rằng là đối với học sinh ý, thì rất hiếu học, cũng rất mong muốn được nhiều thứ, nhưng mà cái áp lực mà đóng học phí một lúc là còn khó. Cho nên thậm chí Stanley College là sau cái kỳ đóng học đầu tiên để xin visa ấy, người ta còn chấp nhận là nếu mà chứng minh được, người ta chấp nhận là đóng học phí theo tháng. Thì còn thông thường các trường đại học và cao đẳng ở ở, ở Úc ấy, là người ta sẽ thu học phí theo quý, một năm là 4 lần, và lần thứ nhất để khi xin visa thì sẽ thu là 2 quý 1, tức là một nửa năm. Thế nhưng riêng Stanley College đã sẵn sàng là cho học sinh nộp tiền theo tháng. Đấy thì đấy là một cái rất là thế lợi và không bị cái áp lực về về cái nộp học phí đối với học sinh và sinh viên Việt Nam khi học ở trường này. Stanley College thì có rất nhiều các khóa học nghề. Đấy. Từ nấu ăn, đầu bếp, du lịch, khách sạn, giáo dục mầm non rồi rất nhiều. Thì cái này thì cũng xin phép tôi sẽ gửi cái tài liệu để cho các bạn. Và chỉ trong tuần này thì đối với giờ theo school nói chuyện với các bạn, nhưng mà tuần sau nữa thì Stanley College nói chuyện với các bạn, và lần lượt tôi sẽ sắp xếp là mỗi tuần sẽ có một cái trường đại diện của một trường cao đẳng và dạy nghề ở bên Úc sẽ tham và cùng giao lưu với các bạn. Đây là một số hình ảnh của cái ngành đầu bếp này, đây là ngành mà cái trường này đã đang đào tạo và rất là đông học sinh. Đấy. Thế thì đối với Stanley College thì họ có rất nhiều các cái khóa học. Để xin phép để mở các khóa học. Ở đây thì cũng có một số các bạn làm tư vấn du học thì tôi cũng đã từng gửi rồi. Là trong cái bảng thông tin này nó khá chi tiết. Đấy, ví dụ như đây thậm chí là người ta còn còn để in ấn các cái biên tập. Cái này không phải là do ai không biên tập đâu nha các bạn nhá. Đây là do trường biên tập bằng 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 tiếng Anh. Có thể là đôi khi đọc nó hơi 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 ấy một tí, nhưng mà nó là thông tin rất chính xác của trường. Thứ nhất là đối với khoa học tiếng Anh thì Stanley College có những chương trình đào tạo tiếng Anh. Tổng thời gian đào tạo là từ 4 đến 75 tuần. Và lịch học của họ cũng rất là khoa học, nó chuẩn như IELTS.0 ấy, là để học tối thiểu tiến bộ cái bộ môn tiếng Anh ấy thì người học phải học từ 20 giờ một tuần trở lên. Thì bản chất trong cái chương trình đào tạo của Stanley College ấy, người ta cũng quy định là học phải từ 20 giờ trở lên, và các cái lớp cá nhân có hướng dẫn là thêm vào nữa. Thế thì để bảo đảm cái tốc độ học. Chế độ học thì có thể học trực tuyến trên lớp học, có thể học trực tuyến đấy, và các cái quy trình học khác là rất là chi tiết. Còn đối với học một ngoại ngữ nói chung hay là tiếng Anh nói chung thì tiếng nói riêng ấy, thì người ta cũng có đầy đủ có nghe nói đọc viết ngữ pháp và từ vựng đấy, cho nên là ở đây là cũng được đào tạo khá là chuyên nghiệp. Cũng phải chia sẻ luôn với các bạn như thế này, thời gian tới mà khi mà chúng tôi mà đàm phán thành công ấy, thì cái phần đào tạo tiếng Anh này ở tại nước Úc ấy là sẽ do IELTS chứ không đào tạo này, chứ không phải là do trường đào tạo đâu. Đấy cũng phải chia sẻ luôn bạn. Hiện nay ít nhất là chúng tôi đang đàm phán với Stanley College và The Hotel School ấy, là các cái chương trình đào tạo tiếng Anh của hai trường này là sẽ do IELTS.0 sẽ đảm nhiệm đào tạo, chứ không phải là do trường đào tạo nữa. Và ngoài ra thì chúng tôi còn đang hợp tác và đàm phán tiếp với hai đối tác nữa, là cũng là những đối tác mà cung cấp du học chủ yếu cho nước Úc ấy, là đến từ Bangladesh và Brazil. Đấy. Cái việc mà nhập học, cái thời gian học ấy, thì là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Đấy, đấy. Thế còn học phí là trung bình là 250 đô la Úc một tuần. Đấy thì các bạn sẽ có quyền so sánh với lại cũng đào tạo như thế mà có quyền so sánh với chương trình của IELTS.0. Thế còn đối với cái chương trình học này thì tuần nào cũng có lớp khai giảng. Đấy là đối với chương trình đào tạo tiếng Anh của Stanley College. Tôi sẽ giới thiệu qua và tôi sẽ gửi tài liệu sau. Thế còn
đối với các cái chứng chỉ nghề đấy, nó bắt đầu từ bậc 3 đấy, về nấu ăn là thương mại này, thì ngày kỳ nhập học là có tháng 3 đấy, tháng 5, tháng 8, tháng 10, có rất nhiều các cái kỳ nhập học khác nhau, thì các bạn có thể lựa chọn các kỳ nhập học. Học phí cũng được public rất là rõ ràng, ví dụ học phí một năm chẳng hạn đây là 10.900 đô, và cái phí học liệu là ví dụ như mua cái thực phẩm để thực hành chẳng hạn là 1.100 đô. Đấy, thì ở trong này khi mà các bạn tham khảo ở đây là cái thông tin biên tập từ năm 2022, nhưng muốn áp dụng cho cái niên khóa 2023 và đến năm 2024 thì vẫn thế, các bạn lưu ý hộ thế. Trình độ tiếng Anh thì yêu cầu là chỉ có 5.0 thôi, đây là khóa học một năm. Hay là cái văn bằng quản trị nhà hàng khách sạn, đây là này cho quản lý, thì nó chỉ học có 26 tuần thôi. Hay là cái chương trình văn bằng nâng cao quản trị nhà khách sạn, tức là sau cái mã ngành đào tạo mà 091051B ấy, thì các bạn sẽ học cái khóa là 091123B, là có thời lượng là một năm. Đấy, thì các bạn mà khi mà chọn, nếu mà học nghề ấy, là các bạn phải biết ghép các cái khóa học này lại với nhau, tức là khóa học cấp thấp thì học lên khóa học cấp cao, để làm sao cho tổng thời gian nó sẽ được từ 2 năm trở lên. Thì các bạn phải, đây các bạn lưu ý cái điều của đầu vào, phải có văn bằng quản trị khách sạn nấu ăn xít là 50416, vừa nãy là tôi nói nhầm là ở bên này 50416. Đấy, thì các bạn cứ 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 phải gối. Thì nguyên tắc mà khi gối các cái chương trình học này ấy, thì ta sẽ đóng học phí của các khóa học đầu, và các cái khóa học sau khi ta đăng ký học ấy, thì ta chỉ cần nộp tiền đặt cọc là có 1.000 đô Úc thôi. Đấy, để xin visa cho tổng số thời gian mà dự kiến học. Thì các bạn phải lưu ý hộ cái việc đấy. Đây là có sẽ rất nhiều khóa học, nó có hàng chục các cái chương trình đào tạo khác nhau. Thì các bạn sẽ từ căn cứ vào những cái thông tin này, các bạn có thể biên tập này, tư vấn cho phù hợp đối với các cái điều kiện đầu vào về năng lực học tập, đầu vào về ngoại ngữ, rồi là các cái yêu cầu khác, thì tư vấn cho từng phụ huynh làm sao nó chính xác. Còn đối với chương trình cử nhân thì đây, cử nhân này chỉ có đào tạo về ngành kinh tế thôi các bạn nhé, chứ nó không có đào tạo về các ngành khác. Đây, cử nhân kinh tế đây, chuyên ngành là quản trị kinh doanh, marketing thương mại điện tử, chính là digital marketing đấy, là marketing số, là quản trị nhà hàng và khách sạn, là ba cái ngành chủ đạo. Thế thì cái thời gian nhập học nó sẽ là tháng 3 và tháng 8 đấy hàng năm. Học phí là 8.250 đô la Úc một học kỳ, hay là 16.500 đô la Úc một năm. Đấy, thì các bạn sẽ lưu ý. Và tổng toàn khóa học 3 năm ấy là 49.500 đô la Úc. Thì điều kiện ở đây ấy, đầu vào là trung bình các cái điểm GPA là phải là 7.0 trở lên, tức là các bạn xét điểm học bạ trung bình của bạn 3 năm, cấp 3 là lớp 10, lớp 11, lớp 12 ấy, là phải trung bình từ 7.0 trở lên. IELTS là 6.0 và không kỹ năng nào dưới 5.5. Hoặc PTE là 50 đến 57 điểm, không kỹ năng nào dưới 50 điểm, hoặc các chứng chỉ tương đương khác. Tương đương khác thì ta có thể dùng TOEFL, ta có thể dùng khung năng lực châu Âu. Đấy, thì các bạn sẽ lưu ý, khi đấy thì sẽ có hướng dẫn chi tiết hơn. Thế thì để mà học tập mà đi làm việc với mức chi phí thấp mà được hệ cử nhân ý, thì các bạn cũng nên tư vấn cho học sinh của mình ý, nên tham gia cái chương trình này, cái chương trình học về 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 cử nhân của trường Saint Nicholas. Thì giáo dục đại học thì cơ bản ấy, nó chỉ có ba cái ngành này thôi, và ba ngành ra là xin được việc ấy. Thế còn nếu mà ở cái trường Saint Nicholas này là người ta sẽ đào tạo là rất là thực dụng và thực tế, tức là xã hội cần cái gì thì người ta sẽ có chương trình học ở đấy. Cho nên gần như các bạn mà đi học ở các cái chương trình đào tạo của Saint Nicholas ra là đều có việc làm. Và trong cái quá trình đấy thì trường cũng đã hợp tác với lại hơn 1.400 doanh nghiệp để làm cái nơi thực tập cho các bạn, để các bạn có thể có được hưởng lương.
Thì trong này thì chúng tôi sẽ gửi cái slide này cho các bạn về giới thiệu về trường để các bạn có thể tham khảo nhiều hơn. Bởi vì tôi cũng không nói chi tiết giống như kiểu là một học sinh được, vì ở đây chúng ta đều là những cái người mà làm hoặc mới làm nhưng cũng đều có hiểu biết về về cái này, thì đây chỉ giới thiệu qua. Thế thì bây giờ còn 10 phút còn lại thì liên quan đến cái thông tin của các trường này là cái câu hỏi mà bột phát ra, thì xin mời các anh các chị đã có những cái câu hỏi cho cái Standing College này thì tôi sẽ có thể giải đáp luôn. Và chi tiết hơn nữa thì sẽ có cái buổi mà đại diện của Standing College sẽ giao lưu với các anh chị trên cái không gian mạng trực tuyến này. Trên thực tế là hôm trước là có định tổ chức rồi ấy, là trực tiếp ở ở Hà Nội là cái chỗ 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 anh Tài ấy. Thế nhưng mà bởi vì là do cái bạn phụ trách đại diện ở khu vực châu Á Thái Bình Dương này, bạn ấy lại có một cái hội thảo bên Trung Quốc, thế nên là hôm nay chúng tôi cũng chỉ có một được bữa ăn mời nhau thôi, các bạn đã phải đi ngay, cho nên là không không thực hiện được ở trên chỗ cầu diễn của Hà Nội đấy. Thì cũng không biết hôm nay anh Tài anh có đây không, thì đợt tới này sẽ mời anh sẽ vào dự cái workshop trực tiếp cùng với cái Stanley Colip vào một cái ngày, và chúng tôi sẽ thông báo trước ít nhất là một ngày khi có lịch của Stanley Colip. Bây giờ là xin phép được trả lời các câu hỏi ạ. Zoom mình làm việc nghiêm túc quá. Em có một câu hỏi ạ. Dạ, xin mời bạn Dũng ạ. Dạ vâng. Em có một câu hỏi là đối với các bạn diện cử nhân khi đã tốt nghiệp cử nhân tại Việt Nam thì các bạn một chuyên ngành không thuộc hệ kinh doanh hoặc không Và không hệ kinh doanh đi, nói chung đi, hoặc là không hệ đầu bếp hay là y tế thì đến khi các bạn đăng ký ngang sang hệ cử nhân của bên trường Stanley này thì có cái hồ sơ các bạn có được không ạ? Vẫn được bạn ạ, chứ không có vấn đề gì. Nhưng mà để chắc chắn ấy, ở đây ý, thì rõ ràng là như vừa đấy tôi nói là các chính phủ không quy định được đấy. Đối với các trường, các cơ sở giáo dục ở nước ngoài ấy, thì cứ có hồ sơ ấy, mà đủ điều kiện là họ nhận. Họ không căn cứ vào cái lịch sử quá trình đấy, anh đã tốt nghiệp thạc sĩ hay là đại học hay là tiến sĩ gì cả. Thế nhưng mà cái này ấy, là nó sẽ thuộc về vấn đề nhạy cảm của chính phủ của các quốc gia đấy, nó xem xét. Mục đích của chính phủ là làm sao cho người đi học học đúng mục đích. Thế thì nó sẽ có một cái bất cập là ví dụ bây giờ anh đang học một đại học ở một quốc gia này rồi, anh tốt nghiệp là cũng danh giá rồi, anh lại đi học một cái sao anh lại không đi học cao học mà chúng tôi đã có cái chương trình cao học dành cho anh mà anh không đi học cao học mà anh lại đi học cái trường dạy nghề hoặc trường cao đẳng. Thế thì cái mục đích của anh có phải là đi để nâng cao cái tri thức của anh không, hay là anh mục đích vì mục đích khác? Đấy, người ta sẽ đặt cái câu hỏi như vậy. Chính vì vậy mà và rất nhiều cái bạn là bị trượt visa ở trong những cái tình huống tương tự như thế. Thế thì trong cái quá trình tư vấn thì mình cũng nên 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 nói rõ là những cái rủi ro nhất định cho phụ huynh và học sinh để họ hiểu rằng là nếu trong trường hợp mà cứ muốn đi chỉ vì liên quan đến học phí mà đi cái chương trình như này, mà trong khi đó là cái nền tảng của mình đã là nền tảng đại học rồi, thì họ sẽ phải lưu ý là phải nếu trong trường hợp rủi ro thì cũng phải biết cách chấp nhận cái rủi ro đấy. Thì anh Dũng lưu ý hộ cái việc này ạ. Dạ Và dạ, xin mời các câu hỏi tiếp theo ạ. Lĩnh vực du học này nó có nhiều câu hỏi lắm. Nó còn liên quan đến các thủ tục pháp lý, liên quan đến điều kiện ăn ở, liên quan đến điều kiện học tập, liên quan đến điều kiện làm thêm, liên quan đến gì khác. Tôi nghĩ rằng nó còn rất nhiều câu hỏi. Thì các anh chị cũng tranh thủ thời gian, nếu có những cái buổi như này thì đặt thật nhiều câu hỏi nhất có thể để giải đáp những cái thắc mắc của mình. Bởi vì trong khuôn khổ một cái chương trình thì có liệt kê ra thì nó không thể đầy đủ hết được. Đấy, bởi vì là đối với mỗi một bộ hồ sơ thì nó sẽ có một cái đặc thù riêng khác nhau. Người thì đầy đủ, người thì thiếu. Đấy. Ví dụ như một trường hợp như bạn cử nhân ngôn ngữ Anh của chị Thanh chẳng hạn, nếu như mà ta không tìm hiểu kỹ mà ta lại giới thiệu cho bạn đi học cao đẳng thì lãng phí cho bạn đấy, vẫn có thể được, nhưng mà thực sự là hoàn toàn rất là lãng phí. Với một trình độ chuyên môn bạn đã tốt nghiệp cử nhân rồi thì bạn ấy hoàn toàn có thể học cái chương trình thạc sĩ 2 năm, mà cái chương trình này lại rất ưu đãi đối với những cái người mà có cái chuyên ngành tiếng Anh như bạn ấy, là bạn sang bạn học trực tiếp luôn. Bạn ấy không phải lo cái việc là bạn phải học thêm cái nọ cái thêm cái kia nữa.
Thầy cho em hỏi xíu là cái chương trình mà học thạc sĩ Vâng. thể đối với cái bạn ngôn ngữ Anh như vậy chẳng hạn ấy, thì cái thời lượng học của các bạn một tuần thì nó diễn ra như thế nào? À, câu hỏi này rất thú vị, đến mãi mới có một câu hỏi hay. À, thứ nhất là hệ thống giáo dục của Úc là hệ thống giáo dục là rẻ hơn cả các quốc gia khác, ít nhất là một năm đối với hệ cử nhân. Nước Úc là một cái quốc gia mà khuyến khích người học là tự học nhiều hơn là người ta học tập trung, cho nên là tất cả các chương trình trung học chuyên nghiệp cao đẳng dạy nghề đại học ấy thì thời gian yêu cầu học sinh học tập trung tại trường đào tạo ấy thông thường thì chỉ có 2 ngày rưỡi đến 3 ngày thôi đấy, cho nên là các bạn khi mà đi du học ở bên Úc ấy là có cái thời gian thừa là rất nhiều. Đấy là lý do vì sao các bạn thấy là nhiều người đổ xô đi Úc ấy, là bởi vì có quá nhiều thời gian nhàn dư sau cái giờ học để đi làm thêm. Thì mục đích người Việt Nam rất đáng yêu là đi đâu cũng thế thôi, chỉ nhăm 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 kiếm cái việc làm thêm. Thì cái môi trường ở Úc thì là một cái môi trường mà hoàn toàn lại rất là thú vị đối với học sinh sinh viên Việt Nam, cho nên là rất hấp dẫn. Đây bạn sẽ nhìn đây, đây là chương trình du học Úc này. Điều kiện của bạn ấy là nếu tính theo điểm IELTS là phải từ 6.5 trở lên và không kỹ năng nào dưới 6.0. Thế thì sau này thì sẽ xem hồ sơ của bạn chính xác thì mình sẽ có tư vấn mẫu cái chương trình này cho bạn ấy, giúp cho bạn anh. Đấy. Thời gian bạn ấy có quyền học ở 4 cái campus, một là ở Brisbane, hai là Melbourne, ba là Sydney, và thời một năm ấy thì có 3 kỳ nhập học, đó là tháng 2, tháng 6 và tháng 10. Và đặc biệt nếu ở bạn ấy chịu học ở đảo Hayman Island này thì sẽ có 2 kỳ nhập học, kỳ nhập học tháng 6 và kỳ nhập học tháng 10. Ví dụ như bây giờ là bạn mới làm hồ sơ là có thể kịp cái kỳ nhập học là tháng 6 năm 2024 đấy. Riêng ở cái đảo Hayman này, đây thì cũng xin phép với các bạn là các bạn sẽ nhìn thấy một cái hình ảnh của cái đảo luôn. Xem. Nó hình dung nó giống như Phú Quốc của ta ấy. Đây là một hòn đảo du lịch, các bạn nhìn đây là cái trường của trường đào tạo của Hotel School ấy, là nó nằm ngay tại khuôn viên du lịch. Đây là cái trường, xin lưu ý là Hotel School là trường công lập các bạn nhá, không phải trường tư nhá. Nó nằm trong cái trường đại học rất danh tiếng, đó là Southern Cross University. Đây cái trường Xem. có xe rồi mà các bạn có nhìn thấy màn hình xe được không ạ? À, thế được rồi. Đấy, đây đây là cái trường đào tạo đây, còn cái khu các bạn ấy sẽ được học tập ở đây và được thực hành nghỉ dưỡng du lịch này rất là lớn. Mà khi mà học tập ở đây thì các bạn sẽ được miễn phí tiền ở, và mỗi tháng các bạn chỉ phải chi phí một cái khoản tiền ăn, rất ví dụ đó là 150 đô la Úc thôi. Thế cho nên là các bạn mà học cái ở cái đảo này, ở đảo này có một cái quy chế đặc biệt nữa, đó là gì? Đó là nếu như học thạc sĩ ở đây 2 năm thì ra trường nếu mà chuyển đổi thành visa 485 ấy thì sẽ được ở lại nước Úc là 3 năm, và mỗi lần gia hạn 1 năm, tức là 3 cộng 1 cộng 1 bằng 5, tức là sau khi mà 5 năm làm việc ở Úc đủ điều kiện xin visa rồi. À, đủ điều kiện xin thẻ xanh là xin định cư rồi. Định cư ạ. Ờ đấy, thế nên nếu mà học cái chương trình thạc sĩ mà ở đảo được ở đảo, nên đảo này nó tiếp nhận không nhiều người đâu. Phải đăng ký sớm thì mới được học ở đảo này. Thì đảo này nó nằm ở trong cái khu vực là khuyến khích định cư. Thế còn khi định cư rồi thì bạn có thể ở bất cứ đâu. Đấy. Thế nên là mà học chương trình thạc sĩ ra rồi thì các bạn làm việc ngay cho cái tập đoàn ở đây cũng là một điều rất là thuận lợi. Thế đảo Ironman. Thì zoom lại các bạn nhìn này. Nó là nằm một cái quần đảo thì nó cũng gần với nước Úc thôi. Đấy, thì các bạn lưu ý. Đấy. Đối với đối với trường này thì cái điểm IELTS đầu vào của trường ấy cho cái chương trình thạc sĩ nó là mấy chấm mà thầy? Đây bạn vừa nói rồi bạn quên mất. IELTS của chương trình thạc sĩ là 6.5 và không kỹ năng nào dưới 6.0. Đối với hệ cử nhân 6.0 và không kỹ năng nào dưới 5.5. Đối với hệ cao đẳng là 5.5 và không kỹ năng nào dưới 5.0. Đấy. Dạ vâng ạ. Đấy. Tức là mỗi một cái tín chỉ là 3.400 đô, mà tổng số học phí một năm là 27.200 đô một năm. À, thực ra là nếu mà cái kỳ nhập học mà tháng 2 này
nếu mà bạn ấy học ấy là sẽ được học bổng là 30% nữa. Nếu bây giờ bạn làm cho kỳ nghỉ học tháng 2 là vẫn kịp, thì kỳ nghỉ học tháng 2 này thì nó lại không có ở đảo Hayman, nó chỉ có ở Brisbane, Melbourne hoặc là Sydney thôi. Thì bạn cũng lưu ý là nên tư vấn cho bạn ấy sớm để bạn ấy hoàn thiện thời gian để bạn ấy đi. Và ở đấy thì ở rồi bạn Hoàng Anh đã học ở đấy rồi đấy. Cái điểm đau của bạn đấy chọn du học nghề tại vì do tài chính nhất thầy. Thì từ đúng rồi. Nên là Ai làm sao để phân tích được cho bạn ấy cái lợi khi bạn ấy đi cái chương trình thạc sĩ và cái chương trình du học nghề. thì bây giờ nhé, tối thứ năm nhé bạn, à thôi tối thứ năm giờ theo school thì họ chỉ mong muốn là nói chuyện với các cái đơn vị tư vấn thôi, chứ không muốn tư vấn trực tiếp cho học sinh, bởi vì là có một số những cái điểm nhạy cảm họ không muốn chia sẻ với học sinh, không chia sẻ đấy, bởi vì nó liên quan đến những cái vùng và những cái điều cảnh báo của chính phủ Úc đối với những cái vùng mà tuyển sinh du học sinh sang Úc ấy, thì họ họ không muốn có học sinh đấy, thì chỉ có mời cái đại lý thôi. Đấy thì tới thứ năm. Thế thì bạn nên dành một cái buổi nào đó bạn đặt lịch hẹn với mình sẽ trực tiếp tư vấn mẫu cho bạn đối với cái trường hợp này. Và cái hôm Chắc đấy là thì em có phải xin. Vâng, chắc là em phải xin thầy tư vấn học sinh ở bên em một buổi tất cả các bạn luôn. tất cả các bạn, thì bạn cứ với những cái buổi như này là có thể tư vấn trực tiếp được, trừ những cái buổi dạy hướng dẫn làm visa. Thế còn tất cả những buổi này thì ở đây có rất nhiều các bạn ở các cái đơn vị khác cũng là làm tư vấn du học ấy, là chúng ta trong trong một cái hệ sinh thái của AI.com ấy, thì tôi sẽ tư vấn mẫu của tất cả các chương trình đào tạo thì cũng mời các anh các chị là cứ cho phụ huynh và học sinh vào đây cũng không sao cả đấy, thì nó sẽ khách quan hơn và nó thực tế hơn, nó là lý thuyết đúng không ạ? Vâng, em cảm ơn thầy nhiều. Vâng ạ. Thế bây giờ là 9:31 rồi, thì cũng tôi xin phép được dừng lại ở đây để chúc các anh các chị có một buổi tối vui vẻ và những giấc ngủ tốt, để ngày mai chúng ta lại tiếp tục.